Tên ma cà rồng đeo khẩu trang xuất hiện ở tập trước đang đứng dạng háng để thu hút sự chú ý, bọn chúng bao vây con người lại thành một chỗ. Tên ma cà rồng cầm đầu tóc dài đứng hô hào về việc loài người đã hết thời, tất cả những thảm họa đang xảy ra đều do con người gây ra hết. Hắn ta cởi chiếc khẩu trang ra khoe nhẹ bộ nhá sắc nhọn mới tậu của mình tỏ ý chế giễu trong thế giới loạn lạc người tiến hóa sẽ cầm đầu thiên hạ đá con người ra chuồng gà. Chúng đã liên tục dùng gậy gõ mạnh vào đất như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Bọn ma cà rồng liền muốn tấn công những con người ngay tại đó lại đây anh chỉ ôm chứ không làm gì. Chưa kịp chạy được bao lâu đã có một cột điện ánh sáng màu vàng bao quanh lấy bọn họ, mấy bé đừng sợ anh sẽ giúp bọn mày có giấc ngủ ngàn thu. Trước cảnh những con người nháo nhào Jisoo và Hanho đứng ra chỉ dẫn bọn họ rằng hàng rào đó là một vật phẩm điện không thể chạy được đâu, hãy lùi ra sau. Đột nhiên có anh trai đang bốc đầu lao tới tông thẳng vào đám ma cà rồng, nhờ vậy mà hàng rào điện đã bị dừng lại, Hanho liền kêu tất cả mau chạy đến đó thôi. Bọn ma cà rồng ngạc nhiên sao lại có chiếc xe buýt ở đây làm cho thức ăn của chúng nó chạy mất rồi. Sung Gu đẹp trai bước xuống xe rè biểu tên cầm đầu chỉ là con mũi. Hắn cười sảng trời đánh còn tránh bữa ăn vậy mà Sung Gu đến phá ngay lúc bọn chúng còn chưa kịp ăn món khai vị. Hắn nhai hàm răng nanh sáng còn hơn bản mặt của mình làm vẻ nguy hiểm mọi người đều đông đủ cả rồi bắt đầu nhập tiệc thôi. Nhưng chạy hết rồi còn éo gì để ăn? Hắn ra lệnh cho bà trùng đứng kế bên dẫn đầu những tên tập sự đi bắt những kẻ đã bỏ chạy còn lại bồi kẻ cầm đầu chơi thuốc. Bọn chúng vào tư thế tấn công chuẩn bị nhắm vào anh vì là anh em cây khế với nhau sung gu tin jisu và han ho có thể hướng dẫn những người còn lại chạy thoát thân an toàn tình nghĩa anh em có chắc bền lâu nếu trễ hơn chút nữa họ bị mang đi nấu cháo hết rồi liền có cánh tay chọc thủng nóc xe buýt xuất hiện một con xương bạo sói bự tổ trảng trực tiếp nhào vào người của con ma cà rồng cầm đầu gặp lại bị vào trong một phát bay ra khiến cho xương bạo sói gầm lên một tiếng giận dữ vẫn nghĩ là mình kèo trên hắn dùng hai bàn tay chọc hẳn vào lồng ngực của con sói thực ra đó chỉ là cái bẫy mà sung gu đã đoán được từ trước nên đã chuẩn bị cho hắn một niềm bất ngờ nho nhỏ, nhỏ bên trong xương bạo sói chính là xác của yêu tinh chưa đầy một giây bọn nó đã phát nổ khiến cho tên ma cà rồng đó bay màu trước sự ngỡ ngàng của những tên lính nhãi nhép còn lại khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình một đi không trở lại chúng ảo tưởng sức mạnh tìm chết đuổi theo sung gu vừa mới mở cánh cửa ra chào đón bọn chúng là xác của những con quái chất chồng ngổn ngang nhìn trên nóc xe lủng một lỗ có thể sung gu đã chuồng rồi nhưng anh đang đứng ở bên ngoài thầm cảm ơn vì bọn chúng tự tập trung lại một chỗ để nạp mạng vừa thốt lệnh cú nổ tự thi chiếc xe buýt đã nổ tung xóa sổ hết những tên bên trong xe dưới sự ngỡ ngàng của tên còn lại chẳng còn lại gì ngoài cánh tay đang bị bốc cháy bên đám của nữ ma cà rồng quấn mình cũng nghe thấy tiếng nổ chúng nhận ra đã có chuyện gì xảy ra với kẻ cầm đầu cũng hơi lo lo nhưng quay lại một mình chẳng khác nào tự nộp mạng chưa kịp lên giọng ra la mắng vừa quay mặt lại để nhìn thì thấy xác của những tên lính đang đi theo mình nằm giải rác phía trên đường à chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm nhận được một cặp mắt đáng sợ như đang nhăm nhe con mồi phía sau lưng mình Ả à liền phản xạ nhanh đỡ được một đòn từ Jisoo, trước câu hỏi về thân phận của mình, Jisoo chỉ chĩa mũi đao về phía của con ma cà rồng. "À, ta khinh thường Jisoo rằng nếu không biết điều sẽ thưởng cô cho đám tùy tùng cấp dưới." Jisoo éo ke chuẩn bị đập ả cho ra bã. Khi màn đêm bao trùm, Han Ho chỉ dẫn những người còn sống sót trốn vào bên trong tòa nhà an toàn. Mọi thứ đều đang diễn ra theo như kế hoạch của Sung-gu. như thế này không có một con ma cà rồng nào dám bén mảng tới. Đầu vàng liền đem ra một túi dao găm đã mang theo. Mong rằng sẽ không phải gặp con ma cà rồng nào để có thể sử dụng chúng. Cái miệng như miệng quạ của đầu vàng vừa dứt đã có một con ma cà rồng thò bản mặt từ trong bóng tối bước ra. Han Ho lo lắng hiện giờ có một con ma cà rồng đứng trước mặt nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Chưa kịp suy nghĩ đầu vàng đã máu liều nhiều hơn máu não xông tới tấn công con ma cà rồng khi chủ quan nhìn hắn có vẻ yếu. Trước sự ngỡ ngàng của Han Ho ăn gì mà dại thế em khoan đã đứng lại. Tên ma cà rồng đó khinh ra mặt, hắn di chuyển ngay lập tức đến bên cạnh của đầu vàng nhe nanh nhe vuốt ra chuẩn bị nhai đầu thằng nhỏ vui quá trơn hắn lại quên mất sự hiện diện của han ho ngay lập tức có ba con dao găm phóng thẳng về phía của tên ma cà rồng khiến hắn hú hồn chim én hên là tránh được đầu vàng đã nhanh chóng tặng cho hắn một cú đấm móc nhưng hắn lại nhảy lên không trung tránh né lại vừa hay đó chính là ý muốn của han ho tách con ma cà rồng ra khỏi đầu vàng để có thể dễ dàng phóng tiết lợn chỉ thấy han ho phóng dao về phía hắn bằng cả sinh mạng xém dụng cặp nách mới trúng hắn khiến hắn rớt xuống giờ trên mặt cắm ba con dao mà han ho thân tặng khi đầu vàng đang vui vẻ vì tưởng chừng đã bắt được hắn thì Han Ho lại không tin được bàn tay ngọc ngà nhỏ bé của mình có thể thủ tiêu được một con ma cà rồng. Nhưng cậu liền nhận ra điều khác thường vẫn chưa có xuất hiện vàng thưởng, đúng như dự đoán những con dao găm đã nát vụn thành nhiều mảnh. Tên ma cà rồng đó vẫn chưa trầu ông bà hắn vẫn có thể đứng dậy với gương mặt be bé bét máu. Về phía của Sung Gu, chiếc xe buýt vẫn đang nghi ngút cháy, toàn bộ ma cà rồng cấp thấp đã bị nướng thành BBQ. Chỉ thấy có một bóng đen từ trong ngọn lửa bước ra, lật đổ cả xe buýt một con quái quần áo rất tương mọc thêm hai cái cánh xuất hiện những con quái của sung gu lần lượt xuất hiện hai bên lao vào nhau giao đấu mục tiêu đầu tiên của hắn chính là óc tuy nhận được lệnh dùng thương để tự vệ nhưng tên đó chỉ cần dùng móng vuốt đã có thể tiễn đoàn bạch cốt óc xã rời sung gu nhận thấy có lẽ đám này không là gì đối với hắn liền ra lệnh lời gọi người chết thi triển đám zombie từ lòng đất trồi lên nắm lấy tên ma cà rồng đang tự tung tự tác lại hắn vung đôi cánh của mình ra đã khiến cho đám zombie phải văng xa nhưng trong số đó lại có hai con chỉ còn mỗi thân trên liều đến cắn vào tay của hắn như oan hồn đòi nợ vừa mới đánh giá cao bọn chúng đã có thể làm trời sức chúa tể ma cà rồng hắn liền búng mỗi đứa một cái đã khiến cái đầu hai đứa văng ra xa sung gu như chỉ chờ đợi giây phút này liền ra lệnh cú nổ tử thi đứng trong khói lửa hắn vẫn bình tĩnh giang rộng đôi cánh của mình hô to huyết xương ngay lập tức một màn xương máu xoay quanh người hắn đẩy lùi những con zombie ra phía ngoài bảo vệ hắn chúa tể ma cà rồng đã biến máu thành xương phun ra với áp suất lớn bảo vệ cơ thể hắn không bị nổ tung Xungu ngay lập tức dùng đến sức mạnh tổng hợp Cerberus của ma sói nhờ đó mà thể lực của Xungu được tăng lên để có thể chọi gà với con muỗi lớn nó. Nguồn sức mạnh tổng hợp tấn công vào chúa tể ma cà rồng tuy khiến cho hắn bị đẩy lùi về sau nhưng có lẽ chẳng là gì. Hắn nhai răng ra chỉ dùng một đòn đã khiến cho ma sói đang xuất đòn tấn công của chúa tể ma cà rồng lấy mạng một lần cả ba ma sói. Đoàn bạch cốt liên tục dùng thương tấn công nhưng đối với hắn đơn giản như đang dẫn chỉ cần dùng tay không cũng có thể bóp vỡ những vũ khí sắc nhọn. Thanh niên ảo tưởng này cho rằng đây là cơ hội đi đè đầu cưỡi cổ người khác bằng sức mạnh của lá bài. Nhưng có vẻ chưa kịp gáy đã bị bọn sungu cho đăng xuất khỏi trái đất hết. Phía bên kia nữ ma cà rồng bị Jisu đập cho tơi bời hoa lá. Mỗi đòn tấn công của ả à ta đều bị chặn lại. Sức mạnh và tốc độ của ả ma cà rồng tuy hơn con người nhiều lại không đủ trình độ với Jisu, nhưng ả à bị trúng đòn nhưng vẫn còn trâu bò chán. Ả ma cà rồng chỉ được cái xấu chứ kinh nghiệm vẫn còn non và xanh lắm liền bị Jisu cho ăn xong đao vừa bị đập vừa đau vừa nhục ả chỉ biết khóc và kêu cứu nhưng éo ai đến đầu vàng và han ho bị tên ma cà rồng kia đánh cho bẹp dí la liệt dưới đất tên ma cà rồng cảm thấy giết cả hai người bọn họ hết vui liền trương mộ nhân tài muốn biến hai đứa thành ma cà rồng han ho ngớ người nó đang nói cái quần què gì vậy trong cái thế giới hỗn loạn này để có thể được sống thì phương pháp tốt nhất đó chính là trở thành ký sinh trùng mấy đứa vô dụng không biết chiến đấu sẽ lựa chọn ăn bám kẻ mạnh han ho chỉ cười vô mặt hắn kẻ mạnh nằm ở bên phe bọn họ thì hắn không có cửa gáy liền ngay lúc đó có hai chiếc xe bốc đầu chạy về phía bọn họ han ho liền phóng con dao vô đầu tên ma cà rồng hắn chỉ nhẹ nhàng đã có thể né tránh đòn tấn công ấy xui sao con dao găm trực tiếp đâm vào lồng ngực của người đồng đội đến ứng cứu tưởng đâu là ăn một dao là đem đi liệm luôn rồi may mắn là có yêu tinh làm bia đỡ đạn han ho sử dụng kỹ năng lá chắn để có thể biến thành anh trai lực điền tên ma cà rồng chưa biết sợ liền buông một đòn chẳng si nhê chỉ nghe vang lại tiếng kim loại han ho siêu to khổng lồ cầm cây đao bé tẹo như cây kim đâm đâm chọt chọt vô tên ma cà rồng đám thanh niên còn lại cũng hùa theo tần hắn không trượt phát nào khi hắn ta vung tay chuẩn bị trả đũa chớp mắt han ho đã đứng trước mặt hắn ngăn chặn đòn tấn công rén rồi thì nói đi cưng tẩn cho tên ma cà rồng đến mức ba má nhì không ra khi kỹ năng của han ho bắt đầu hết thời gian cậu liền quăng một con dao bách phát bách trúng ngay giữa đầu của một con yêu tinh đã bị trói trên không trung bên trên xuất hiện một thanh niên mặt tàn nhang ship yêu tinh hỏa tốc đến cho han ho chỉ cần tiễn một em quái đi gặp ông bà của nó ở thế giới bên kia han ho liền bá trở lại tên đó ngay lập tức bị bao vây hết đường chạy bị mấy thanh niên hội đồng kẻ đấm người đá như đi đánh ghen tay tua tơi tả. Chúa tể ma rồng cảm nhận được tay sai của mình đã hẹo hết. Hắn liền nổi cơn thịnh nộ đấm một phát vỡ đầu con bạch cốt, nhưng ngay lập tức liền bị một bầy bao vây. Đoàn binh bạch cốt bao vây hắn, lúc này Sung -gu mới lấy ra viên huyết quỷ thạch. Khi địch bị tấn công sẽ bị trừ đi 2% mana, sức mạnh của quỷ hút máu từ khi bắt đầu trận đấu đã luôn bị rút mòn. Hắn liền bị bao vây, một lần nữa chúa tể ma rồng sử dụng huyết xương đánh bay bọn bạch cốt ra xa tay phải lập tức chạy đến tặng cho hắn một nhát không cho hắn có cơ hội tấn công tay phải phun ra một chai đựng dung dịch màu xanh trực tiếp giọng dô đầu của tên ma cả rồng chai dung dịch vỡ ra chất nhầy màu xanh chảy ra ngoài rồi bốc khói làm loi chồng con mắt của tên ma cả rồng bởi vì mất quá nhiều máu nên hắn không thể tái tạo lại được đôi mắt thằng trả cũng sắp hẹo đến nơi rồi không thể nhìn thấy được gì hắn ta chỉ có thể nghe theo tiếng động nhưng lại có quá nhiều tiếng bước chân từ tứ phía bao vây hắn lại tên chúa tể ma cà rồng chộp lấy một con bạch cốt bên tay trái rồi bóp nát nó vỡ ra thành trăm mảnh cho dù đã bị dồn vào đường cùng nhưng hắn vẫn dãy đành đạch không chịu thua sau khi người thấy mùi máu hắn liền ba chân bốn cẳng chạy theo tiếng gọi của con tim binh đoàn bạch cốt cũng nhanh chóng đuổi theo vã quá nên quên luôn bản thân là ma cà rồng nhưng vẫn bỏ bằng bốn chi hắn tìm đến nơi mà những con bạo sói bị đâm xuyên qua người treo lên trên miếng ăn chưa đến miệng đã liền bị ăn hai nhát đâm đói quá rồi ngu như con mò đám bạch cốt ma sói liền lao xuống như con thiêu thân liên tục cho gửi yêu thương đâm xuyên qua người hắn tiễn hắn một đoạn nhưng hắn vẫn còn ngáp ngáp vùng vẫy hộc máu đúng là sống dai như đỉa đói sung gu chỉ đưa một ngón tay lên bạch cốt sói đã trọt thẳng vô cái cuốn họng của tên kia giết hắn vào trong đống xác của đám ma cả rồng đống xác liền phát nổ bạn đã nhận được 10.000 vàng giết người chơi đặc biệt nhiệm vụ được quyền không tha thứ cho kẻ xấu xa kết thúc nhận được 30.000 vàng vé vật phẩm cấp c nhiệm vụ tận tâm đã đạt được người điều khiển cái chết trận đột kích boss thật xứng đáng cứ thế này anh giàu to đám người sung -gu được ca tụng là những kẻ giết ma cà rồng danh tiếng của anh đã ngày một vang xa hơn đột nhiên quân đội lại xuất hiện gặp lại người quen là trung sĩ kim mà họ đã từng giúp khi trước cũng nhờ thuốc mà chân anh bớt phế hơn rồi chú khỏi bận tâm những ngày qua đám người quân đội ăn ở không rảnh quá nên theo dõi những người tạo ra vùng an toàn nghĩa là anh ta biết sẽ có chuyện không hay xảy ra nhìn vào tình hình hiện giờ tốt nhất đừng dây vào thì hơn trung sĩ kim chỉ là người chuyển lời bởi vì có người muốn gặp sung buổi tối tại nơi chú ẩn sung -gu kiểm tra lại trạng thái của mình người chơi Du Sung level 10 đã thu 15.000 vàng trong tổng 30.000 vàng, bắn bỏ mấy quái bên đường đúng là không bằng một góc. Vừa ra lệnh cốt giáp, lập tức từ bộ xương dưới nền nhà thành nhiều mảnh giáp ghép lên trên người của Sung Cốt giáp được sử dụng từ xương của xác chết, kỹ năng càng mạnh mức độ hoàn thiện của giáp sẽ càng cao. Vật phẩm khác cũng được tặng là nỏ quỷ lùn có thể bắn liên tục mà không cần nạp đạn. Với vật phẩm trên tay anh tự ảo tưởng bản thân giờ anh có thể và cho mấy đứa hồi trước chê anh yếu không còn cây răng nào để ăn cháo. Liên có một ngọn lửa nóng lôi anh về thực tại phía sau lưng anh là căn nhà đang bùng cháy bên trong là bố mẹ thảm thiết cầu anh cứu họ sung gu đưa tay ra triệu hồi thanh kiếm sa ngã nhưng chợt nhận ra tay mình trở nên bé tẹo trước sự cầu cứu đáng sợ của cha mẹ sung gu nhỏ chỉ có thể co giò bỏ chạy khóc nức nở tiền bối sung gu à thì ra đó chỉ là một giấc mơ han ho gọi anh dậy khi thấy trung sĩ kim đang cùng nói chuyện với đám người sẽ ghé qua tìm sung gu sớm thôi sung gu đang thay áo thì tên đầu hói vừa mập vừa xấu đến tìm ông ta là trung úy bắc te dòng chưa có mời mà thằng trả đã ngồi xuống rồi làm giọng con ông cháu cha xác nhận nhóm người ở Waseong là bị sung gu đập cho vỡ mồm. Ông ta đề nghị anh gia nhập quân đội, vô đó rồi làm gì ăn cơm nhà nước nuốt không trôi. Đất nước đang trong tình thế nguy cấp nói đúng hơn là ổng phái anh đương nhiên người đẹp thì sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Bởi vì anh đã từng gia nhập quân đội lại có kinh nghiệm thực chiến như miếng mỡ béo bở nên ổng muốn lôi kéo sung gu làm của riêng. Dưới sự thuyết phục dường như vô nghĩa của ông ta sung gu mạnh dạn từ chối hồng bé ơi. Lúc xảy ra biến cố quân đội chỉ ngồi rung đùi cắn hạt dưa, vậy mà giờ lại đòi công dân phục vụ cho nước nhà muốn ăn của anh đâu có dễ. Khô như ông quê anh xích đầy khiến ông ta tức đến đỏ mặt tía tai. Người dân lần lượt đi bán muối thì ông có cay không, mục tiêu của quốc gia đã biến mất rồi. Lão già mập thúi nắm lấy cổ áo của Sung Gu, tay phải ngay lập tức chuẩn bị rút thanh kiếm lén phén tao cho bay đầu. Cuộc thương lượng kết thúc Sung Gu tiêu sái bước đi, làm ông ta tức nổ đom đóm mắt, mùng vẫn liên thuyên phun mưa phèo phèo. Sung Gu chỉ đáp lại một mình anh vẫn ổn ngậm cái mỏ, bớt nhiều chuyện lại anh và cho không còn cái răng nào bây giờ ở trong quân đội chưa đến được ba ngày mà người người tung hô đám người đó đến tận nóc trong khi kẻ cứu bọn họ gánh còng lưng vẹo cuộc sống là sung gu cũng dễ hiểu vì họ cần nơi để nương tựa đâu ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao suy cho cùng quân đội cũng có kinh nghiệm chiến đấu hơn không biết phải quân đội xịn không mà mặt tên nào cũng lấm là lấm lét thấp tha thấp thỏm như ăn trộm khi han ho hỏi về binh sĩ từng đi bên cạnh trung sĩ kim bọn họ cả lâm lấm tấm mồ hôi hột đến một câu rõ ràng cũng không thể nói ra vậy mà lại kêu là an ninh á thậm chí mắt không biết có bị lác không lại không dám nhìn thẳng để nói chuyện. Jisoo và Han Ho cảm nhận không khí ở đây rất bất thường. Sau khi Sung Gu rời khỏi đó, vốn định sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quân đội, nhưng bởi vì tên hói chán dô làm giọng mẹ thiên hạ nên sẽ éo có chuyện đó xảy ra. Trung sĩ Kim chạy đến xin lỗi Sung Gu vì cái nết của thằng già kia, rồi anh ta nói muốn cho cậu xem một thứ bí mật. Rồi dẫn đường cho Sung Gu và tay phải vào bên trong tầng hầm giữ xe của quân đội. Ở đây có bốn thanh niên đang la liệt, nếu bị họ bắt có lẽ sẽ bị bắn bỏ bu ngay tức khắc trung sĩ kim trôm lấy một cái hộp và rời đi nhanh chóng thứ trong cái hộp mà anh ta cho sung gu xem đó chính là vật phẩm có tên đá tiên tri loại vật phẩm này đã bị phân tán khắp thế giới nó có thể cho biết được chuyện của tương lai người nào có được nó ở trong cái game này là phước ba đời sung gu thận trọng đưa tay chạm vào đá tiên tri ngay lập tức một luồng ánh sáng đưa anh đến một không gian khác ở đó những con quái đều chỉ còn bộ xương khô trên người phát ra những ngọn lửa đang bay lượn khắp cả bầu trời phía dưới thành phố đầy ngập sắc sống thế giới ở đây hoàn toàn sụp đổ. Có xác một con quái lớn như rồng đang nằm bại dưới đất, người đứng phía trên lưng nó là Sung Gu và Jisu với diện mạo hoàn toàn khác bọt. Vị trí giống hệt với tứ đại thiên vệ, Han Ho cũng đã gia nhập với tập đoàn zombie. Và kẻ gây ra hết tất cả những chuyện này chính là quái lích, Sung Gu đang nhìn trộm tương lai bằng đá tiên tri. Vậy mà thằng đầu lâu xương sầu bốc lửa nhìn anh một cái, phân nửa người bên trái của Sung Gu cũng bị bốc cháy theo. Đá tiên tri đã lôi anh về thực tại, cuộc phiêu lưu địa ngục sẽ có một cuộc thay đổi lớn vào ngày 1 tháng 1 sắp tới sung gu sợ hãi vì quang cảnh mình đã nhìn thấy bảng nhiệm vụ độc quyền hiện lên tên ai là chủ nhân của cái chết với tình trạng hiện tại bạn không có quyền hành đó nếu không gia tăng sức mạnh thì bạn sẽ bị đồng hóa bởi quái lích và trở thành một trong số chúng địa điểm tiếp theo sẽ tiết lộ khi đạt cấp 15. chỉ trong vòng 2 tháng trước khi mùa 2 bắt đầu nếu sung gu không có lưỡi hái tử thần anh sẽ trở nên giống như đá tiên tri dự đoán nhìn cũng ngầu lòi mà sai quá sai trung sĩ kim biết đến một con quái boss duy nhất mà tên trung úy mập phải bó tay chào thua sung gu quyết định sẽ đi vặt đầu của con quái boss đương nhiên ở trên đời ai cho không ai cái gì đổi vàng đổi tiền đầu boss nhận liền tay sung gu đòi tên mập hói ói ra 100.000 vàng để anh đi đánh boss ở trong thế giới hỗn loạn này sung gu là người có kỹ năng ở một đẳng cấp khác bọt hơn đương nhiên cũng giỏi hơn trung sĩ kim dẫn dắt người chơi thành quân đội nhưng đối với bọn quái chỉ là rồi mũi thôi dù quân đội có thêm số lượng binh sĩ hay nguồn cung thì sung gu đương nhiên châu bò hơn do đội binh bạch cốt của mình nhưng đòi tới 100.000 vàng sao không đi giết người cướp của cho nhanh Lão già mập hói tính toán chi ly binh sĩ mỗi ngày thu được 60.000 vàng, trả lương cho sung gu ngốn hết hai ngày lương của binh sĩ. Nhiệm vụ ưu tiên của quân đội bây giờ là khôi phục lại những vùng trọng điểm. Có một con quái đang ăn nằm dầm dề tại đường băng phải thủ tiêu nó thì mới có thể ra ngoài, cử người đi không đủ để nó nhét kẽ răng nói gì đến chuyện bem nó. Đang trong bước đường cùng ông ta đành phải giao cho sung gu lo liệu. 100.000 vàng đã được giao dịch, nhưng đám người sung gu không thể đi quãng đường xa như vậy chỉ trong vòng 5 ngày máy bay đã bị con quái nhai sạch không còn cái nịt phải tu sửa lại ngắn nhất là ba ngày nữa mới xong tên trung sĩ cang trong đám đông hùng hồn bước ra vì là người sống sót cuối cùng trong trận chiến giành lại đường băng nên mặt của nó láo không ai bằng tưởng bố mày là nhất chế diễu sung gu có lẽ vẫn đang nằm bẹp dí ở cấp không sung gu flex nhẹ anh cấp 10 làm mấy tên binh lính mắt chữ a mùm chữ o bọn chúng đã phải cày game xuyên ngày đêm đập đầu óc như con bò nhưng chẳng có một tẹo xi nhê làm cho han ho cười vô bản mặt của thằng trả boss còn không đánh được một con sao hay ra rẻ quá. Những con người sống sót không ngừng tung hô Sunggu. gu. Tàn nhang được giao nhiệm vụ sẽ hướng dẫn những người còn lại xây dựng ngôi làng. Mục tiêu chính là như vậy thì mới có thể giàu và mạnh để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được chứ. Mọi kế hoạch xây dựng đều là do Sunggu đã bày ra. Tàn nhang đã từng là một thủ lĩnh thất bại vì quyết định ngu ngốc của bản thân mà đã dâng lên tận miệng cho quái thú biết bao nhiêu người. Làm hai người còn lại khóc hết nước mắt nhưng ông ta vẫn còn yêu đời lắm nên để tàn nhang trở thành trưởng làng nhóm người của sung -gu dẫn đoàn binh bạch cốt đem bọn quái đi nướng trong biển lửa chỉ với ba người và một bộ xương khô đã tiễn hết bọn quái nếu bọn chúng rủ ốc đến thì cho thanh kiếm sa ngã làm gỏi chúng hết còn kéo bầy kéo lũ đến trong vòng một nốt nhạc cú nổ tử thi tiễn chúng nó banh xác đứa nào dai như đỉa thì xài nỏ quỷ lùn bắn xuyên đầu nó là đẹp đi vào bên trong tòa nhà họ phát hiện ra một bảng tin màu tím có hình cây búa chắc là tiệm rèn nên đạp cửa bước vô cái biển báo liền hiện lên bạn có thể kết hợp những vật phẩm huyền thoại tại đây phí 100.000 vàng Sung -gu đang có được nước mắt linh hồn biển cả từ cửa hàng, huyết thạch ác quỷ từ quái óc, cộng thêm lõi của Slim trưởng lão. Những vật phẩm này đều rất quan trọng, xui rủi 50 50 được ăn cả ngã về không là quá mạo hiểm. Han Ho ảo tưởng mơ mộng có thể rớt ra vật phẩm dao găm để cho cậu xài ké, vì phui tao có hơn hai quả sao rớt được thứ rẻ rách như vậy. Quay sang Ji đang cầu thần linh đừng phế đừng phế mày phế Sung -gu cũng sẽ phế. Bảng thông tin hiện ra xác nhận Sung -gu vẫn tiếp tục kết hợp ba vật phẩm bay lơ lửng lên không trung, làm cả ba người đều thấp thỏm rớt ngay dao găm tao cười chớt. Nhân phẩm của Sung -gu cũng tốt phết sau khi quá trình kết hợp hoàn tất nhận được một pha lê hỗn loạn, có thể giúp tăng 500 mana và cho hiệu ứng mana cùng với ống dẫn sinh lực để tấn công 3%. Sung -gu liền đặt viên pha lê lên áo giáp. Jisoo và Han Ho đều nịnh ra mặt hên quá Sung -gu không bị đá ra chuồng gà. Ngay cả Jisoo cũng có thể kết hợp đá đánh lửa và cây kiếm hoa đô lại với nhau. Ú hòa cây kiếm lửa hiện ra, nó có thể tăng cường mức độ đốt cháy và có thêm lửa bao quanh mỗi đòn tấn công rất tiện làm thịt quái nướng chui. Han Ho ghen tị ai cũng có chỉ mình không có liền mắng vốn đòi vật phẩm, nhưng nó không cay Han Ho. Sung đành phải bỏ tiền ra mua cho thằng đàn em ít ướt một vật phẩm khác ngon hơn. Bọn họ bước vào cửa hàng điện máy trước mắt tất cả các thiết bị đều đã bị đập vỡ tan tành hết. Han Ho ôm cái máy tính vỡ khóc đến mức mặt biến dị. Jisoo phát hiện trên tường có dòng chữ loài người bất tài chỉ biết dựa vào may mắn, tất cả các người đều nên chết đi cho đẹp trời, kỳ nguyên của những loài sinh vật mới sẽ sớm cầm đầu thiên hạ. Những vết cào không giống như là của bọn quái, nhưng nếu là bọn dã thú đã tiến hóa tới mức có thể biết được ngôn ngữ của con người thì thiệt kinh dị mong sao đó chỉ là nhân vật ảo tưởng trong phim chứ đừng nên có thiệt nếu không loài người sẽ chẳng thể có chỗ chôn thân trên đường trở về làng bọn họ bắt gặp trung sĩ kim đã bị tẩn cho bầm dập mỗi ngày đều cần phải đi săn quái cho tư bản để có thể đổi phần thưởng kết hợp cả đội điều tay tua tơi tả người bó đầu kẻ bó tay đúng là kiếm sống không dễ dàng nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể nhận được 10% phần tấn công và phòng thủ vào ngày mai nhưng đâu có dễ ăn như vậy hình như lũ yêu tinh óc cứ liên tục kéo tới không có ngày nào được ngơi nghỉ. Ban đầu đội quân cũng có rất nhiều người nhưng bây giờ chỉ còn le que được vài cọng. Binh sĩ thì không thể bỏ chạy còn phía quân đội vẫn chưa có bất kỳ chiến lược nào để có thể đối phó với bọn chúng, chỉ có thể hy sinh binh lính từng ngày một. Sung Gu không ngờ quân đội đưa binh lính làm bia đỡ đạn để sống qua ngày, nó cũng là lý do mà công hội của công tố viên Rong Deng Po đang trở nên lớn mạnh đến như vậy. Về phía ngôi làng đã bị tấn công bởi ba con quái thú, sức phòng thủ của con người yếu đuối không là gì đối với chúng nó quái gấu chỉ cần một tay là đã có thể búng bay cả hai người đang cầm khiên nhưng nó không ngờ tàn nhang đang đứng phía trên nó dùng hết sức vung một giáo vô bản mặt nó khiến con quái gấu phải ôm mặt đầy máu than khóc kêu gào trong đau đớn chưa kịp vui mừng vì đã hạ đo ván được nó liền có một con quái gấu khác dùng vuốt đâm vào người cậu tay phải xuất hiện tiện tặng cho nó một dao liền khiến cánh tay của con gấu đứt lìa ra ngay lập tức Jisu dùng kiếm đâm xuyên đầu của con quái. Con còn lại chuẩn bị vô lấy Jisu liền bị Han Ho ngăn lại trong khi nước mắt đã giàn rụa khắp mặt không biết bọn sung gu trở về từ khi nào chỉ trong chốc lát cả ba con quái gấu đều đã bị xử đẹp trong mắt sung gu ánh lên vẻ tức giận vì ngôi làng chưa gì đã chết hết miệng rồi bọn người của quân đội trung sĩ kim hồn vía lên mây khi nhìn thấy thằng đệ to con mà sung gu mới chưa hồn về cùng bạo cấp 1, giảm sức mạnh phòng vệ của đối thủ 10%, tăng sức mạnh phòng vệ của đồng minh 10%. không chỉ riêng sung gu mà cả han ho ji su đều rất mạnh khi đi săn bọn họ đều không án bố con thằng nào người trong làng đều bị thương Tàn nhang đã làm rất tốt mình im đã có thể múc được một quái gấu, thằng nhỏ cũng xém lên bàn thờ ngồi rồi. Sung -gu đem hai đàn em mới thu nạp vào tay phải đến để an ủi tàn nhang. Đang tình thương mến thương thì thằng mặt lờ trung sĩ cang đá điểu làng gì mà mới đây mà đã mua hòm nhiều dữ. Thằng khứa này láo, hắn ta khoe mẽ bản thân cũng đã làm thịt được một con. Theo như trung sĩ Kim thì thằng này có được thẻ bài chức nghiệp võ sĩ ba sao, nhưng lại nói dối rằng không biết bản thân đã nhận được thẻ bài gì. Trung sĩ Kim hối hắn ta xách cái háng nhanh nhanh lên bọn này muốn đi sớm sớm làm nó nổi cáo. Tên não tàn ỉ bản mặt mình xấu hơn cho nên đe dọa người khác, trách mắng việc Trung sĩ Kim tưởng niệm cho những binh sĩ đã mất. Tức nước vỡ bờ Trung sĩ Kim phun mưa vào mặt hắn té tát, thạnh quá hóa giận hắn nắm lấy cổ áo của Trung sĩ Kim nhấc lên trên không một cách nhẹ nhàng. Ngay lúc Trung sĩ Kim thiếu oxy sắp nghẹt thở thì Sung Gu nắm lấy tay của hắn ta, ngăn hành động của hắn lại. Sung Gu Sen vào khiến hắn tức lắm nhưng có thể làm gì trong khi đánh không lại, chỉ biết vẫy đuôi như cuốn rồi lùa bầy gà lên xe. Trung sĩ Kim cũng mau chóng đưa đoàn binh của mình rời đi, ai cũng thương tâm cho sự vất vả yếu thế của anh ta. Những chiếc xe quân đội chạy bon bon nhanh chóng đến đường băng, mọi thứ đều đã đổ nát. Máy bay kiểu này bay được tao đi bằng đầu. Thằng Cang nổ chắc con boss đang say rất nồng ở đâu đó, mấy hôm trước hắn có chơi đùa với nó rồi, chơi đùa cục cớt có mà dắt dò lên chạy tám hướng. Quái khu vực trâu khổng lồ đã xuất hiện, một con quái trần như nhộng đang đứng hiên ngang với đời trời mà nó siêu to khủng lồ giữ bay chỉ một tay thôi nó cũng có thể nhắc một con bạo gấu lên nhẹ như không đừng mà trả bạn của bé lại đây hu hu nhìn thấy con quái thực thụ đang đứng trước mặt thằng cang Hè nhát túm cái váy chạy bây giờ cũng vẫn được một trăm nghìn vàng sung gu đưa tay lên thi triển lời gọi từ cái chết lũ zombie từ dưới lòng đất trồi lên nháo nhào bấu víu vào chân con boss chỉ thấy nó đạp một cái lũ zombie đã bẹp dí mất xác sung gu liền lệnh cú nổ từ thi zombie ngay lập tức phát nổ xin nhẹ cánh tay của con boss đứt ra nhưng lại không ngờ nó còn có khả năng tự phục hồi chưa được quá lâu cánh tay đã liền lại cuối cùng cũng đến lượt han ho cùng di bước lên tránh ra coi anh thể hiện nhưng run quá bầy bên hội nhóm của công tố viên rong đen po hình như thành viên vẫn đang tăng lên và mở rộng đến busan cũng có một hội tên hoa làng tên cáo giả định qua cầu rút ván sau khi xử con boss lão ta ra lệnh thủ tiêu luôn cả sung -gu. thằng trung sĩ kang sẽ là người thực hiện nhiệm vụ lấy đầu anh trung sĩ kim lúc đó muốn ngăn cản cũng khó có thể được bọn chúng tìm điểm yếu của sung gu cho rằng Ji tuy có sử dụng kiếm nhưng vẫn là thân gái mỏng manh, còn Han Ho chỉ là một thằng gà bệnh xài dao găm cho tết mấy con quái yếu bọn họ chỉ là dựa hơi sung gu mà sống sót thôi. Nghe tin khiến lão ta mừng húm, cử sung gu rồi lụng vàng của nó về ít nhất hơn 100.000 vàng. Anh trai đứng bên cạnh nghi ngờ nhân sinh, quân đội mà như cái bẹn bà chỉ toàn giết người cướp của. Con boss đang không ngừng vung chảy đập Han Ho muốn ná thở nhưng không chút chảy xước. Quái boss chuẩn bị chùi mồ hôi nách thì phía sau Jisoo xông đến tặng nó một kiếm ngay trên lưng, đau đớn nó cua loạn hất cô ra con quái này có kích thước to lớn nhưng do ăn cho mập thây rồi hành động chậm như rùa cây kiếm của di cắm trên lưng nó và có buộc một cọng dây thừng vật phẩm dây thừng leo núi nó khác dây bình thường bởi chặt không đứt bứt không rời phơi không khô trụng không cháy han ho buộc lấy sợi dây rồi chạy với tốc độ bàn thờ quấn quanh con boss lại bọn họ cứ tưởng han ho chỉ là tên cu nhưng không ngờ lại mạnh đến thế hai người song kiếm hợp bích quay con boss vòng vòng chả để cho nó chút mặt mũi gì còn 3 giây nữa sức mạnh của han ho sẽ hết tác dụng cái tay đã teo tóp lại trung sĩ kim liền lôi ra trong ba lô một con gôn bin cho han ho làm biển phóng giao găm hiệu ứng rào chắn được kích hoạt gia đình chúng tôi cảm tạ sự hy sinh của các bạn gôn bin mong sớm yên nghỉ trước đó bọn họ đã bàn kế hoạch với nhau sẽ để quái andes giữ chân con boss nhưng đối đầu với boss andes sẽ bị dằn cho ra bã vẫn nên cho thằng han ho ăn đòn cho biết mùi đời dù gì nó cũng có kỹ năng khiên chắn bảo vệ Jisoo ngỏ ý không cần sự bảo vệ của Sunggu hãy để cho bọn họ trở thành cộng sự kề vai sát cánh bên cạnh anh. Han Ho cắn cọng dây thừng kéo bằng cả tính mạng quấn con boss thành đòn bánh tét, khiến nó mất thăng bằng mà ngã nhào. Hai đứa bay né ra tới lượt anh lên sân, mấy con quái xương liền xuất hiện sau lưng Sunggu khiến cho tên bị ổi căng không thể đánh lén được. Sunggu cầm cây kiếm vô chủ của hiệp sĩ rồng dẫn đoàn binh của mình lên tấn công con boss, đứa thì chọt đứa thì cắn giỏ. Con boss vừa mới la lên đã ăn một giọng của bạch cốt, cay quá nó mới hả họng nhai nuốt luôn thằng nhỏ, nhưng không ngờ sung gu đã nhét vào bên trong đầy xác sống rồi vụ nổ tử thi phát nổ bay miệng luôn hàm tiền đạo của con boss bạn đã tàn sát quái boss khu vực và nhận 220.000 vàng sung gu đã thăng cấp 11 và chọn thẻ bài thăng cấp chế tạo quốc khí nó giúp có thể tạo ra đa dạng vật phẩm hơn sung gu ba quá khiến tụi người quân đội phải kinh hãi sao đấy chú em rén rồi thì nói đi cương hợp đồng kết thúc anh sẽ lấy xác của con boss chỉ dựa vào 20 binh sĩ quành của tên cang vốn dĩ không thể hạ được sung gu nhưng anh biết hắn định đâm sau lưng mình từ lâu rồi thấy bản thân đã bị lộ hắn chơi khô máu dùng cú đấm đại huyền vào sung gu tầm này ăn chắc rồi nhưng sung gu sử dụng cốt binh khí cánh tay của con boss đã ngủ khi nãy liền trở thành những khung xương kết hợp với nhau trở thành một tấm khiên đỡ đòn của tên kia tấn công bất ngờ thất bại nên thằng căng nó ra lệnh cho binh lính tay sai diệt bọn quái xương còn bản thân hắn một thân một mình vung nắm đấm đến chỗ của sung gu kỹ năng đại huyền của hắn đã làm vỡ đi tấm khiên xương sung gu vừa vung kiếm lên hắn đã một cước đá văng thanh kiếm ra xa tay kia của anh lập tức tấn công bản mặt của tên cờ hó đó liền có một đường gạch dớm máu bằng chiếc dao găm được tạo ra từ xương kỹ năng cốt binh khí có thể thay đổi bất kỳ hình dạng nào anh đây ao trình mày éo có cửa những mẫu xương của Scotland từ đâu xuất hiện bao vây hắn rồi nhận lệnh tác khí trực tiếp phóng lên tấn công hắn rồi hóa thành cây thương đâm xuyên qua hai cánh tay của thằng trả hắn gào thét tìm viện binh trung sĩ kim lấy ra một nắm thẻ bài đại diện cho số binh sĩ đã mất mạng cầm chắc trong tay bị ngu thiệt hay giả vờ vậy ba anh hết thời rồi tôi không muốn đi theo anh để nộp mạng nữa tư lệnh đi ra từ trong nhóm lính ông ta nhổ những cây thương ra giải thoát cho thằng mặt lờ kia tên cang vừa rút những cây thương ra liền lấy một ống kim tiêm đâm vào tay của mình lập tức cơ thể của hắn căng phồng ra quần áo rách toạc tên đó thật sự điên rồi hắn sử dụng đến cả ống tiêm chuyển dịch thứ có thể biến đổi con người thành quái vật tư lệnh khi nãy giúp hắn liền bị một cước rớt luôn cái đầu tên bỉ ổi cang đã trở thành quái thú hổ sung gu vẫn luôn cho rằng chỉ có những người chọn thẻ chức nghiệp mới có thể trở thành quái vật nhưng không ngờ lại còn có cách này su cầm thanh kiếm lửa trực tiếp lao vào hắn, móng vuốt hắn vụt qua cô liền thụp xuống để tránh né. kích hoạt siêu đẳng giác quan liền tặng hai nhát nhưng không may hắn đã đỡ được. Lần này thì không may mắn như thế thanh kiếm đã đâm xuyên qua bàn tay hắn liền giữ thanh kiếm lại rồi kéo Jisoo lại đấm vào bụng cô bay ra xa. Điều đó đã làm cho Sunggu tức giận sư tử không gầm lại tưởng rừng hoang chết chủ. Năm con xương quái chó ba đầu và tay phải lao tới câu xé tên hèn hạ đó. Trung sĩ Kim trở về báo cáo đã đánh bại boss nhưng cả trung sĩ Kang và tư lệnh đều đã lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân sung gu hiên nhiên bước vào bên cạnh là con quái hổ vừa mới chưa hồn trở về thấy thằng đệ của tôi sao nghe nói ông ra lệnh lấy đầu của tôi hả đoàn xe trực tiếp chạy vào bên trong quân đội liền có một nhóm người đến kiểm tra trung sĩ kim đáng lẽ đang ở cùng đội không quân lại đến tặng cho họ một món quà là những con bạch cốt chưa hồn giả chưa được 3 giây đã bị túm đầu bắt gọn từ nay binh lính sẽ được tự do sung gu lôi tên heo mọi đầu hói đến phòng chỉ huy rồi ném hắn xuống hôn mặt đất Tên chỉ huy tóc bạc chẳng coi anh ra cái mô tê gì. Ông ta cưỡng chế cảm xúc và bắt buộc họ đi nạp mạng mà ông ta chỉ ngồi ở nơi an toàn uống cà phê. Vào ngày đầu tiên binh lính đã hy sinh rất nhiều để có thể xử lý bọn quái. Nhưng do chính ông ta đã tạo ra điều lệ danh sách kết hợp buộc bọn họ phải nghe theo, nếu không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt. Chiến tranh theo ông ta chính là với đám quái còn không rõ đến từ đâu không biết chúng nó sẽ làm gì tiếp theo. Đây là một trò chơi sinh tồn tất cả bọn họ đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ của người điều khiển phía sau chẳng có lý do sâu xa nào để tên chỉ huy ra lệnh giải quyết sung gu chỉ đơn giản là anh ấy mạnh hơn những người còn lại những kẻ có sức mạnh riêng biệt như sung gu và tổ chức của dòng đen po đều sẽ bị xóa sổ ông ta cho rằng đó là điều đúng đắn nhất nhưng sung gu đôn ke nhiệm vụ xong giờ thì ói vàng ra rồi anh sẽ cõm lính của ông phắn đi cho rửa lòng ông ta vàng và binh lính đều là ngân sách quốc gia nên ông ta đâu dễ dàng chịu ói ra sung gu không định cho ông ta trả giá ói ra hoặc cho ổng đoàn tụ hai tên rác rưởi kia dưới suối vàng Giao dịch đã hoàn tất anh có cả binh lính và nhận được 45.688 vàng ít ỏi không đủ nhét kẽ răng. Còn một điều nữa mà Sung Gu luôn thắc mắc ông ta lấy huyết thanh hóa thú ở đâu. Lão ta từ chối trả lời anh liền nhập vai diễn cảnh người nghèo khó. Hai con quái bạch cốt cũng phụ họa sách cả tay nải rách nghèo quá nghèo quá. Không phun ra bí mật đó thì Sung Gu ăn nằm dầm dề ở lại đây hành ông ta lên bờ xuống ruộng. Theo lời kể của ông ta có bốn tên đa cấp đến tận bản danh để bán hàng có lẽ bọn chúng là những kẻ đã phá hủy cửa hàng máy tính trước đây và để lại lời nhắn về kỷ nguyên mới. Sau đó Sung Gu rời đi với sự cảnh cáo của con quái bạch cốt liệu hồn ông với tôi đó nha ông già. Tên chỉ huy chập lấy nỏ bắn tới tấp vào người bọn quái xương khô, tên tay sai rượt theo Sung Gu rồi tặng anh một mũi tên nhưng anh đã sử dụng khiên muốn ăn anh đâu có dễ. Chiếc khiên liền rời ra, hai mảnh xương ngay lập tức phóng vào đầu của tên hói, ngay tim tên tay sai tiễn bọn chúng đi Tây Thiên. Quái xương khô tìm đến tên chỉ huy tính sổ, nhưng ông ta lại có trong tay quả bom mini là vật phẩm tinh chất cô đặc ở vực sâu mà ổng đã mua từ bọn đa cấp. Óc còn bị nổ banh xác, quả bom mà nổ thì hai đứa chết chùm. Bạch Cốt từ bên ngoài cửa sổ túm lấy ông ta, tiện thể tặng cho ông ta tay phế cả đời. Tên chỉ huy khi nãy có nói muốn tái thiết thế giới nhưng lại không muốn cứu giúp người dân, rõ ràng ông ta không phải là lính chỉ là một tên ham sống sợ chết. Bạn đã giết chết người chơi cấp 3 nhận được 6.000 vàng x2, level của ông ta thấp hơn cả thằng Kuli vậy mà ảo tưởng có thể lấy mạng của Sungu anh ra lệnh cho quái xương khô mở cánh cửa tủ nhìn có vẻ đáng ngờ kia trả trách lại nghèo rớt mồng tơi bên trong tủ chất đầy những loại thuốc huyết thanh hóa thú tạm thời có thể hóa thành bão sói thời hạn biến hóa là 20 phút han ho dùng kỹ năng phục hồi của mình để điều trị cho Jisoo bị thương khi giao đấu với tên càng hóa thú han ho cần phải tăng kỹ năng phục hồi của mình nếu không muốn bị đá ra chuồng gà mỗi lần han ho nhìn thấy mấy con quái bạch cốt lại cảm thấy phiền lòng chỉ có một mình tay phải là không bỏ rơi tao hụ hụ Jisoo thất bại trong việc nắm đầu con hổ cang vì vẫn chưa thông thạo kỹ năng chức nghiệp bậc thầy, vẫn cần luyện tập thêm nữa. Han Ho chọn kỹ năng phục hồi là lựa chọn sáng suốt, nó rất cần thiết để sau này khi đối đầu với đội quân Andes của quái lịch. Khi Han Ho cận chiến, Han Ho có khả năng phục hồi và khiên chắn, chiến đấu ở tầm xa thì có thể phóng dao găm. Biết cách phát triển tốt thì thằng nhỏ sẽ trở nên bất khả chiến bại. Sungu lo lắng một ngày nào đó sẽ bị cu cậu đè đầu cưỡi cổ. Sau khi hút boss Sungu nhận được vật phẩm là áo choàng bóng tối Sát thương ma thuật giảm 10% có thể ẩn mình trong bóng đêm. Han ho làm mình làm mẩy lúc nào Sunggu cũng rơi trang bị huyền thoại, khóc tao và vô mỏ bây giờ, cho chú em mượn xí nè, ngày mai đè đầu tao chắc xa vời lắm. Người của quân đội mà Sunggu cổng được một số trở về với gia đình, Trung sĩ Kim và những người còn lại gia nhập vào làng của Sunggu, bọn còn lại làm giá thì bị bỏ mặc để cho chó nó tha. Dân làng đã thích nghi trong con game này, ăn uống no đủ sáng đi nhảy đầm tối đua xe bốc đầu bắt gôn bình. Sung -gu cũng nhanh chóng đạt cấp 12 nhưng nó đối với nhiệm vụ yêu cầu cấp 15 vẫn còn xa lắm. Anh nhận được thẻ bài tăng 3 sức mạnh, cũng nhờ đó mà làm thịt mấy con óc dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với quái lịch thì chẳng là gì anh phải nhanh chóng đạt được cấp 15 để có lưỡi hái tử thần trong tay. Bảng thông báo hiện lên event mới xu thế chính hiện tại, vàng lụng được sẽ tăng lên gấp đôi. Sự kiện sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày hãy tìm dấu vết của bộ tộc toàn năng đang được giải rác khắp trên thế giới. Han Ho chỉa cái điện thoại vô bản mặt của Sung -gu, thứ hạng vừa được cập nhật lại. Tại khu vực Hàn Quốc top 1 level 15, công tố viên dòng đen po rớt đài đứng thứ 2 cấp 13. Trên thông báo cộng đồng công tố viên dòng đen po đang nạch bô đến gặp mặt Sung -gu, chắc chắn tên công tố viên đó có mục đích mới đến tiếp cận anh. Bên kia đám người của công tố viên dòng đen po đang đốt lửa sập sình, tên này có vẻ là một hiệp sĩ với lý tưởng cứu vớt loài người ngăn chặn thế giới trở về thời ăn lông ở lỗ. Thuộc hạ của anh ta đều tôn vinh rằng công tố viên Jong đen po là một người có trái tim ấm áp lòng vị tha là hiệp sĩ cứu rỗi đất nước. Bọn họ cũng muốn lôi kéo người mạnh nên đã tìm kiếm trên diễn đàn về top 1 nhưng một tẹo thông tin cũng chẳng có. Nên bọn chúng nhắm vào sung gu chiêu hồn giả vì trước đó đã đập tơi bời hoa lá bọn ma cà rồng. Theo thông tin nhóm chiêu hồn giả chỉ có 3 người, trừ người top 1 ra sung gu châu bò éo ai địch nổi. Bọn họ nhận được tin nhắn chúng tôi đang đợi anh cam on baby. Gặp mặt công tố viên dong đen po sẽ thu được tin mật nào đó để có thể lên cấp 15 nhanh chóng hơn việc đi săn quái từng con một bình thường. Băng đua xe chạy đến báo tin có một cuộc tấn công bởi những tên khốn kỳ lạ đầu nấm đã bị bắt đi rồi có thể là bọn chúng đang tìm kiếm hư vàng tụi nó sẽ nhanh kéo bầy kéo lũ đến báo làng báo xóm lũ báo đời đang hành hạ đầu nấm túi bụi ngay lúc chúng nó định xử luôn thằng nhỏ đầu vàng đưa đám sung gu đến ứng cứu quả thật bọn nó đang tìm hư vàng một khứa còn gạ di em gái có muốn đi hẹn hò chim chuột với anh không di điên máu mày dám nhờn với chị à thằng trẻ trâu cầm cái đồ đập nước đá toé tia xét tấn công nhưng di chỉ nhẹ nhàng né sang một bên dù nó múa may quay cuồng cũng chỉ là múa dìu qua mắt thợ cô chỉ lướt nhẹ thanh kiếm cánh tay của thằng láo toét đã rời xa vĩnh viễn bọn loi choi còn lại cũng bắt đầu xông lên tung ra quả cầu lửa di liền rích qua trả lại cho thằng bạn của nó chỉ một kiếm của cô đầu của bọn nó đã rụng xuống lấm tấm như mưa rơi có thằng bí quá làm liều dùng đầu nấm để uy hiếp nhưng dung gu đang phía sau của nó một dao đâm xuyên qua cổ nó vĩnh biệt cuộc đời bạn đã nhận được 8.000 vàng do xiên người chơi chúng nó bây giờ mới biết sợ tụt quần bỏ của chạy lấy người vì có áo choàng đạo trích của han ho mà khi nãy sung gu có thể xuất hiện sau lưng tên kia mà không chút động tĩnh nhưng han ho không chỉ muốn áo choàng nó muốn thứ khác cơ già mế tề dưa hái xanh không ngọt miễn cưỡng không hạnh phúc đâu tay phải một mực bảo vệ sự trong trắng của chủ nhân lại đây là tao xiên xê ra bạn ơi đám trẻ trâu hồi nãy tìm muốn lòi con mắt cũng chả có bóng dáng vậy mà bây giờ con hưu vàng đang phải phỡn đứng đáy giữa đường bảng nhiệm vụ ẩn hiện lên mục tiêu bắt con hưu vàng phần thưởng vé vào sân khấu bí mật sung gu nhanh chóng dùng kỹ năng lời gọi tử thi kêu lũ xác sống đi bắt con hươu, ẻm liền một cước đá bay luôn cánh tay của con zombie rồi bỏ chạy. Khiến anh phải triệu hồi ma sói để đuổi theo, tưởng đâu khi vào con hẻm sẽ mất dấu nó nhưng không ngờ phía trước là có một con sói đang ăn. Trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng nó biết đánh cũng không lại đành phải bỏ lại con mồi rồi chạy trốn. Hươu vàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm vậy mà đã bị lũ ma sói tán cho bòm đầu, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Cả làng đang đứng chờ đợi nghênh đón công tố viên dòng đen po, anh ta không bốc đầu đến lại cưỡi hẳn ba con trực thăng đến chào hàng nhóm người của công tố viên rong đen po đến chào hỏi tên tay sai chụp hình lại khoảnh khắc hai bên tay bắt mặt mừng thời khắc lịch sử này nên được ghi giữ truyền lại cho con cháu sau này câu chuyện của công tố viên rong đen po ra đi tìm đường cứu nước không chỉ thành viên của hội bên đó đội anh ta lên trên đầu mà cả những người dân trong làng lần đầu gặp cũng u mê anh ta như bị dính bùa mê thuốc lú ngay han ho cũng nhìn tên tóc vàng đẹp mã đó bằng ánh mắt lấp lánh như thiếu nữ 16 nhìn thấy mối tình đầu ở rong đen po rất nhiều người đã thiệt mạng Nhờ những người còn sống sót tập trung lại mà nó trở thành một thành phố nhộn nhịp, số người sinh sống cũng đã lên đến 30.000 người, chỉ trong một khoảng thời gian nữa có thể sẽ vượt qua con số 40.000 người. Sung gu Lọt Vô mắt xanh của công tố viên đã lâu, nhưng không phải là dự định ưu tiên của anh ta. Tuy đang đứng top 2 trên bảng xếp hạng nhưng anh ta không giỏi như mọi người đang nghĩ. Công tố viên đã mất gia đình vì cái game ba su này khiến anh ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sống sót, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ phá luật của con game cộng với thứ hạng top 3 của anh nên hắn mời gọi trèo kéo Sung -gu vào tìm. Công tố viên lấy ra một viên đá tiên tri, đó là lý do khiến cho anh ta đến tìm Sung -gu nhanh đến như vậy. Sung -gu đặt tay lên đá tiên tri tiến vào tương lai, lúc này thành phố cũng đã chìm trong biển lửa. Một cái cây siêu to khổng lồ đang mọc lên, đó chính là cây thế giới, khác với việc nó sẽ là cội nguồn của sự sống như những ghi chép, trước mắt anh nó chỉ phá hủy tòa nhà và tàn sát con người. Đây là tương lai sẽ xảy ra nếu bạn không ngăn chặn kẻ tái thế, hắn thay đổi đặc tính của cây thế giới bằng cách hiến tế loài người công tố viên đề nghị chỉ khi hai người hợp tác với nhau mới có thể ngăn chặn được tương lai thế giới diệt vong nơi mà gốc cây thế giới được gieo mầm đó chính là thành phố ibut ido và có một con boss đang canh giữ thì ra anh ta đang thu thập lực lượng cho cuộc tấn công boss sung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với anh ta bởi vì thế giới hẹo sắp hết sắp trở về thời kỳ khủng long luôn rồi sung giống việc mình cũng đã sử dụng đá tiên tri vì chưa thể tin tưởng công tố viên có giết mình diệt khẩu hay không anh đồng ý gia nhập lực lượng tư diệt boss nhưng từ chối tham gia vào công hội của công tố viên trong mắt của hắn ta có hiện lên điều gì đó nhưng vì đại cuộc trước mắt sẽ liên hệ với sung gu vào 3 ngày sau có báo động đỏ han ho hớt hãi báo tin ngôi làng đang bị bọn cướp nhắm đến công tố viên chấp cơ hội sẵn tiện lấy le với sung gu đội hiệp sĩ của công tố viên vào thế chuẩn bị chiến đấu băng đảng cướp mất sẽ không thèm tắt đèn pha tập trung trước cổng nhà người ta làm mất trật tự khu phố lá bài chức nghiệp của công tố viên là chỉ huy của đội hiệp sĩ anh ta có thể chỉ định thành viên phân công bọn họ và có thể nhận được sức mạnh kết hợp. Tên thủ lĩnh băng đảng xạo chó rằng hắn không biết có một ngôi làng ở đây hắn chỉ muốn tìm ra kẻ cho đăng xuất đàn em của mình, nhưng lại ngắm ngầm đếm xem ngần ấy người hẹo thì sẽ được bao nhiêu vàng. Công tố ra lệnh cho đội hiệp sĩ tiến lên lấy mạng chó của tụi nó, bên đó cũng chẳng vừa chúng tấn công tầm xa bằng cung tên lửa và phiến băng. Tên công tố sử dụng kỹ năng khiên niềm tin liền có một vòng bảo vệ bao quanh bọn họ, ma thuật tấn công liền biến mất. Bọn chúng xách cây chùy sắt đập nước đá mặc thêm bộ áo giáp sắt cưỡi ngựa sắt quyện hẳn vô đầu tên hiệp sĩ nhưng hắn không phải là thánh gióng mà chỉ là nhân vật phụ cho nên liền ăn một đao đi về với đất mẹ các đòn tấn công đều không có tác dụng chỉ bị đánh lùi lại tên đầu chọc bắt trước sung gu lái xe lao tới và đương nhiên nó cũng éo phải nhân vật chính vừa mới chớp mắt kỹ năng thương thập tự của tên công tố viên nổ cho banh xác đội hiệp sĩ thừa thế xông lên nhưng lại bị thứ gì đó tấn công cũng bị nổ cho nằm la liệt ra là cây diều của tên thủ lĩnh băng đảng có thể tự phát nổ ông ta chỉ cần gọi đến đây hai cây diều rẻ tiền như cây búa thần của tho liền lon ton chạy trở về tay chắc chắn đó không phải là vũ khí bình thường. Sung đã đoán đúng nó chính là một vật phẩm huyền thoại. Hai cây diều cùng lúc bay về phía của công tố viên rồi kích hoạt cho nổ nhưng anh ta chỉ đứng vững như kiềng ba chân tiện tay đâm nát luôn hai cây diều cấp huyền thoại. Công tố viên sử dụng kỹ năng vầng sáng của đội hiệp sĩ Buff Mana cho đám người bị đánh la liệt liền trở nên dồi dào sinh lực. Sau khi châu bò trở lại họ liền ngay lập tức lao đến chỗ của tên thủ lĩnh để lấy mạng hắn. Mọi người đều tập trung phía bên dưới tầng hầm giữ xe để trốn, vì chẳng có ai đừng có kinh nghiệm chiến đấu lên đó chỉ tổ ăn hại chứ làm được trò chống gì. Ý của ông ta không phải là lên chiến đấu mà là đi rình trai trẻ đẹp ra sao. Ông ta và tàn nhang lên trên mặt đất mới lú đầu ra đã nhìn thấy người chết như ngả dạ đều đã trúng độc của tên cướp kia hết cả. Trên tay hắn ta là tinh chất cô đặc mua từ mấy tên đa cấp dị giáo, tưởng chỉ là hàng phích nhưng chất lượng chỉ có thể đánh giá năm sao. Công tố viên gặp rắc rối rồi trận đấu này là để lấy le với chiêu hồn giả, nhưng bây giờ lại khúng núm như con chó mắc mưa. Sung Gu không thể nhìn được nữa liền ra tay giải quyết, tên cướp trội nổ một lọ thuốc độc cô đặc sung gu éo thèm ke mà ăn diện lên bộ giáp ngầu lòi của mình trong mắt của sung gu ta có thể nhìn thấy rõ sự thích thú của kẻ muốn giết chóc thằng công tố viên làm màu cho cố rồi phế vãi ra banh hai con mắt ra mà xem anh thể hiện chưa kịp thấy anh đã làm gì mà tên mắt kính đứng bên cạnh tên thủ lĩnh đã nằm chèm bẹp dưới đất lời nguyên tử thi bắt đầu cả lũ zombie thay nhau đánh chén tên khi nãy bây giờ bọn chúng mới nhận ra đã chọc nhầm chó điên chiêu hồn giả giờ chạy sao thoát khỏi bọn quái bạch cốt mấy tên bốc đầu để chạy thoát thân nhưng không ngờ cú nổ tử thi khiến cho chúng nó banh xác mà không kịp chăn chối đang hóng hớt chuyện nhà hàng xóm thì bị bà vợ bắt gặp đám cướp nhìn thấy bọn người tàn nhang liền túm cái quần lại chạy đến bắt họ làm con tin di su lại như nữ oanh hào kiệt xuất hiện đúng lúc vung kiếm lửa xiên chết bọn chúng tên thủ lĩnh băng đảng cướp cũng được tặng một nhát ngò sớt của sung gu phía sau cũng là tên cuối cùng trận đánh kết thúc phần thưởng của sự kiện vé thông hành giai đoạn ẩn hai trên hai thấy tên công tố viên định thó vé của mình Sung-gu liền kích hoạt cổng thông hành cách đi hơi dị thường nó nuốt luôn anh vào bên trong và ngăn cản không cho những người khác lại gần. Tên công tố viên đến dò la từ Jisoo về cánh cổng màu vàng kia, lại sử dụng skill linh khí của anh hùng chiến tranh. Nó như bùa mê thuốc lú khiến cho người khác hoa mắt đánh lừa nhận thức của con người trở nên yêu thích và kính trọng hắn, nhưng chỉ có tác dụng với những người dưới level 10. Jisoo cảnh giác khá cao đối với sự thăm dò của tên công tố. Han Ho cũng bị tác động bởi những lời nói hoa mỹ xém chút nữa đã phun hết với hắn tung tích của Sung Gu và cánh cổng. Jisoo nhanh chóng chặn họng thằng bé lại, Thầy không moi được thông tin hắn cũng đành bỏ cuộc quay qua trường mộ Jisu về tim công hội của hắn sẽ nhận được những đãi ngộ toàn diện để nâng cấp kỹ năng nhưng chị éo cần tim của chị có thằng xưng bá thiên hạ rồi cương khỏi dụ rồi túm đầu thằng cu cậu ngáo ngơ lôi xền rệt về nhà ăn cơm không moi được tin tức bọn chúng đều khó chịu tên công tố cũng biết không dễ ăn đám này Sunggu bên kia bị lôi vào bên trong một không gian khác vàng khè đã tiến vào giai đoạn ẩn thung lũng vàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được phần thưởng nếu như chầu ông bà chúng tôi sẽ gửi xác trở về gia đình của bạn những con gôn bin vàng lần lượt xuất hiện, anh liền cho tay phải thể hiện chú mày săn mấy con lấp la lá lấp lánh đó cho anh. Đội binh bị thương của công tố viên tuy thần dược phục hồi không có tác dụng nhưng vẫn may có thể giải được độc. Thứ đó là lời nguyền nhưng không ngờ vẫn có thể giải trừ được. Tinh chất cô đặc địa ngục thải ra một lượng khí debuff tên là hơi thở địa ngục, được biết nó là vật phẩm của hắc pháp sư. Nó không có bán ở những cửa hàng bình thường, phải thông qua một phương thức đặc biệt để có thể sở hữu. Tên tay sai của công tố sở hữu thẻ bài người lùn sụp ba sao đã điều tra đường lông kẽ tóc của sungu phần thưởng săn bắt sau này theo thỏa thuận sẽ chia phân nửa cho chiêu hồn giả nếu không sung gu sẽ không tham gia đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh bọn chúng không thể để vụt mắt một chiến binh như vậy tên công tố nghị ngờ sung gu đã sử dụng đá tiên tri nên sai lính đi điều tra phía bên trong cánh cổng thông hành sung gu cho nổ banh xác tụi gôn pin vàng và óc vàng ngay cả mấy đứa lính mới vừa hồi sinh cũng màu vàng nữa ở trong không gian này sung gu không cần phải suy nghĩ nhiều có thể mần thịt bọn quái thỏa thích không cần ke người khác cũng không cần phải lo lắng cho đồng đội dù chỉ có một mình Sung Gu cũng éo có sao lại càng tiện lợi hơn, những thứ như đồng đội hay gì đó. Tiền bối, Sung Gu à kéo anh về thực tại, phía sau lưng trống rỗng, trong không gian này chỉ có một mình anh và lũ quái hoàn toàn không có sự sống của con người có hơi cô đơn nhỉ. Phần thưởng có hai hộp to và nhỏ, rõ ràng hộp lớn hơn có vẻ nguy hiểm hơn nhưng phần thưởng chắc chắn sẽ siêu to khủng lồ. Đợi ăn tới ba cái cây giáo rô đầu thì nó mới chịu lộ diện quái sự kiện mỹ mích đã xuất hiện. Sung Gu đưa ra chiến lược sẽ xử con quái chỉ có răng và mắt kia, không có tứ chi nên chắc di chuyển của nó bị hạn chế ma gấu và bạo sói sẽ phòng vệ còn lại sẽ trực tiếp tấn công nhưng nó nhíu mắt lại cười khanh khách một luồng sáng màu vàng trực tiếp hất văng tất cả ra xa khiến sung gu thổ huyết con quái ngửi thấy mùi máu tươi liền rượt theo anh để kiếm ăn tay phải đứng phía trên nó ngăn cản con quái bằng cả tính mạng đánh muốn rớt cái nách nhưng chẳng si nhê không như sung gu dự liệu con quái phóng nhanh hơn cả tên lửa anh tự trách bản thân có phải đã trở nên ngạo mạn hơn sung gu nghĩ đến bọn bạch cốt đang liều mạng vì mình nhớ tới Han Ho Jisoo không ngờ rằng bản thân đã ngạo mạn nói không cần đồng đội, phải tự vào cho tỉnh để mai mốt chừa. Con quái vật há họng ra gần như sắp táp lấy sung gu, có một tia sáng hiện lên con quái dừng lại. Thì ra phía sau đám xương khô đang nối tay nhau để dừng con quái lại cứu lấy chủ nhân mình. Sung gu nhét cây kiếm vô chủ cậy miệng nó ra, thi triển lời gọi người chết để bọn zombie chui vào. Ngay khoảnh khắc anh rút kiếm ra, đám xương khô và tay phải lập tức chặn họng nó lại xin lỗi nhé trận đấu này quá sai rồi rồi ra lệnh cú nổ tử thi quái vật gươm lập tức phát nổ sức phá lủng cả trần nhà cũng may sung gu sử dụng khiên để chắn bạn đã tích lũy 200 điểm săn quái vật mỹ mích mấy thằng đệ bị nổ cho chồng đít lên trời vậy mà chỉ được vài ba điểm tích lũy nếu không tấn công vào bên trong con quái sẽ không thể nào làm gọi nó bởi vậy tay phải có giã nó muốn sụng nụ nó cũng éo có một vết xước sung gu nốc lấy nốc để bình thuốc phục hồi thế nhất định sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa là game nhưng chỉ có một mạng bọn quái hên vẫn chưa hẹo hết đi theo sung gu vào phòng nhận thưởng phần thưởng là những vật phẩm tích điểm không có trong những cửa hàng bình thường, nó giúp gia tăng kỹ năng và kinh nghiệm. Thông tin vật phẩm giấy ra điều ước bạn có thể lập điều ước với người chơi khác và đưa ra một điều kiện nếu không hoàn thành được điều kiện sẽ đánh đổi bằng cái chết. Không đủ điểm để lấy hết tất cả, Sung chỉ có thể mua đá gia cố trang bị, tinh chất cường hóa cơ bắp và giấy ra điều ước. Bạn đã thăng lên cấp 13 và nhận được 150.000 vàng vì hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Sung chọn thẻ bài tăng nhanh nhẹn lên 3, vì xem nữa đã nằm trong bụng của con quái nên giờ rén ngang cổng dịch chuyển ẩn xuất hiện đưa sung gu quay trở về vì bọn họ đến để hợp tác cho nên đem một số thuốc làm quà tặng gặp mặt tên công tố viên đề nghị có thể đăng tải hợp đồng và ảnh lên trên diễn đàn cộng đồng để hắn bú phim bọn họ nhanh chóng rời đi trước khi trận đột kích boss diễn ra bọn họ cần phải đi săn trao rồi kỹ năng và tăng level sáng hôm sau mấy con gôn và ốc nghe thấy một mùi hương lạ từ cái hộp phát ra chúng tự lao vào cắn xé lẫn nhau trong đám gôn lại có một con xác sống tất cả phát nổ vì cú nổ tử thi trong hộp đó chính là vật phẩm thức ăn dẫn dụ sói mùi của nó có thể khiến nôn ói có tác dụng dẫn dụ quái xung quanh thúi đến mức tay phải cũng chê mấy đứa của băng đua xe đến để báo thông tin chúng tìm thấy một cửa hàng ở phía bắc nhưng bên trong điều đã bị phá hỏng hết cả rồi tàn còn hơn nhà hoang đầu vàng sẽ nhận nhiệm vụ tìm kiếm các cửa hàng còn sót lại và thông báo với tàn nhang lúc này di cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ nhanh chóng rút kiếm ra và thủ thế bạo sói lao đến từ tứ phía mấy thằng đệ xương khô nhanh chóng khắc chế bọn chúng nhưng số lượng quá đông sung gu chuyển nỏ vào một con liền có con khác đang đu trên tường cất tiếng không được bắn lần đầu tiên có bạo sói biết nói nay thành tinh rồi chứ quái thú gì tay phải và di nhanh chóng chém nó tới tấp bên kia han ho bị một con khác túng cổ giật lấy hộp thức ăn thối nát mà thồn rô miệng ăn ngấu nghiến trời đất ơi lâu lắm rồi mới ăn được bữa chất lượng như vậy đúng là cái miệng làm hại cái thân chúng ngước lên đã nhìn thấy cả bọn đã bị bao vây sung gu chỉ nỏ vào chúng nó ép giải thích cho rõ nếu không anh bắn bỏ bu trong đám bạo sói đang bị túm đầu có một con hung hăng tiến lên dùng vuốt cắt đứt đầu cũng một con xương quái nó phá vỡ vòng vây để cho bọn còn lại chạy trốn để hai đứa cháu của mình tẩu thoát nó liền bị ăn một đạp diễn phim tình cảm cho ai xem rõ ràng bọn nó là kẻ tấn công trước sau khi biến thành bạo sói bọn chúng không thể tự kiểm soát được mà vẫn phải làm theo nhiệm vụ của con game sai bảo chỉ cần ăn thịt 10 người chơi bọn chúng sẽ lấy lại được cơ thể con người không chỉ có ba đứa bọn chúng mà vẫn còn nhiều người chơi bị biến thành quái vật có một nhóm quái nhân chuyên đi tấn công con người để thỏa lòng thù hận bọn chúng là mấy thằng bày đầu ra tất cả mọi chuyện không chỉ có mỗi quái vật bọn chúng còn có hai tên con người là nhà khoa học sung gu liền nghĩ hai kẻ đó có lẽ là bọn đa cấp bán huyết thanh hóa thú ship tận nhà trái với việc xin tha mạng hắn lại cầu mong cái chết bởi vì từ lúc đầu hắn đã sợ sệt mà không chọn lá bài chức nghiệp và cũng ngăn cản gia đình của mình đứa con trai của hắn đã lén chọn một chức nghiệp có lẽ là do thằng bé thích chơi game nhưng sau khi ông ta hóa thú người đầu tiên ăn thịt lại chính là đứa con trai bé nhỏ của mình sung gu vung kiếm lên tiễn hắn đi đoàn tụ với gia đình sự đáng thương của đám người bạo sói đã khiến không khí trùng xuống sung gu quyết định sẽ lần theo dấu vết của hai con quái đã chạy tên bạo sói khi nãy rõ ràng là do hệ thống cài vào tất cả đã được chứng minh qua bã dẫn dụ quái cơ thể mất kiểm soát và nhiệm vụ săn người nhưng không may là con người và quái nhân không thể song song tồn tại được nhóm người sung gu đuổi theo hai con quái nhân ji su liền lôi sung gu và han ho đi trốn để lại hai con sói bạch cốt vậy là trốn giữ chưa hai đứa quái nhân đã bị trói lại như đòn bánh tét bởi đám cô bâu chúng bắt hai đứa nhỏ để dâng lên nữ hoàng rồi lôi đi. Lối vào mà bọn chúng đi vào có biển hiệu cửa hàng và hầm ngục. Nhóm người của Sung -gu di chuyển vào trong hầm ngục phòng ngủ của nữ hoàng nhện cảnh báo đây là hầm ngục ăn thịt người đã nhai nốt 124 người chơi, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sẽ tăng 50%. Jisoo dùng kiếm lửa chém đứt tơ nhện giúp những người bị bắt thoát thân. Bọn nhện con cũng rớt theo rồi cắn chết những người đó, Sung -gu nhanh chóng thi triển cú nổ tử thi, làm đánh động đến bọn quái nhện và cô bầu chúng lao ra như người điên mất trí. Một con cô bầu liền ăn một dao ngay chán, Han Ho đã giết quái nên có thể sử dụng kỹ năng khiên chắn hóa thành siêu to khổng lồ. Han Ho hóa rồi chém bọn quái thành trăm mảnh. Thằng nhỏ bắt đầu ảo tưởng sức mạnh giống Sung Gu trong nhiệm vụ ẩn. ảo tưởng bản thân Vipro không cần có đồng đội vẫn có thể múc được bọn Kobold. Nhưng ngay lập tức bị mạng nhện quấn chặt thân mình. Han Ho hóa siêu Saiya vùng tay một cái đã có thể thoát khỏi lũ quái vật ngu xuẩn. Dù các ngươi nhiều đến bao nhiêu cũng chỉ. Rồi lại bị tơ nhện quấn chặt. Thanh niên tắt nắng trở mặt cầu cứu Sung Gu anh ơi siêu bé cú nổ tử thi giải thoát cho han ho nhưng cục diện vẫn không thay đổi bọn quái cứ lần lượt rủ nhau kéo đến đành phải triệu hồi đám zombie xử chúng bạn đã nhận được 990 vàng vì đã tiêu diệt con nhện khổng lồ 13 lần sung gu xử đẹp quái nhện và cô bâu dọn đường đến phòng của nữ hoàng nhện cảnh báo phòng của quái vật boss ăn thịt người bạn có muốn tiếp tục vào không sung gu trực tiếp mở cánh cửa bước vào trong bên trong là một con da các cô bâu quái boss pháp sư trồn chứ không phải là nữ hoàng nhện nhưng thứ đó thật khác với những con trồn bình thường nó có thể nói chuyện rõ ràng bởi vì nó đã ăn hơn 20 bộ não của con người rồi. Đúng như Sung Gu nghĩ sự phát triển của bọn quái liên quan trực tiếp tới cái chết của con người. Quái vật boss nữ hoàng nhện đã xuất hiện vậy ra hầm ngục lần này có tới hai con boss. Con boss Gobo đứng trên đầu boss nhện khổng lồ hợp nhất, Sung Gu định sẽ dùng lũ zombie để kích hoạt nổ sau đó dùng bạch cốt để kết thúc như những lần trước. Nhưng lũ xác sống đã bị mạng nhện cuốn đi, tất cả bọn quái bạch cốt đều trở thành trà giò. Cả Sung Gu và Han Ho cùng nhau tấn công đều bị chặn lại, Nữ hoàng nhện là cơ thể con trồn lùi là bộ óc khi cả hai đứa nó kết hợp sẽ trở nên bất khả chiến bại. Ngay khi con nhện ẻ ra tơ chuẩn bị tấn công đã bị kiếm lửa của Jesus chém đứt. Jesus vung kiếm lửa tấn công nhưng ai ngờ được con trồn thúi đó dùng ma pháp nguyên tố thủy để dập tắt đám cháy. Cả hai bên nước lửa đối kháng xung khắc không ai nhường nhịn ai. Cốt binh bao vây lấy hai con boss. Trong khi con trồn thúi đang làm loạn, sung gu sử dụng kỹ năng chiêu hồn giả những nạn nhân mà hắn đã ăn thịt hồi sinh lại đòi mạng xác sống giờ đều đã nằm dưới quyền kiểm soát của bạn bọn bạch cốt xông đến đều bị nữ hoàng nhện một nhát trẻ làm đôi nhưng số lượng lại vô cùng nhiều liên tục tần khiến bà ta liền xuất hiện vết nứt làm bà nổi giận lôi đình phun ra chất cực độc màu xanh cuốn trôi bọn bạch cốt đi luôn boss nhện cho đăng xuất bao con bạch cốt sung -gu liền chiêu hồn lại gấp đôi vì nữ hoàng nhện lúc trước nết ăn cánh cá chọn canh nên bây giờ lũ bạch cốt được chiêu hồn toàn là thú dữ đánh quài không dứt được bọn chúng khôn ra chuyển sang nhắm đến sung -gu. đòn tấn công của chúng liền bị chặn lại bởi tấm khiên xương được tạo từ kỹ năng cốt khí tuy nhiên nó lại bị mẻ mất một chút do lực tấn công của chúng khá mạnh sung gu cũng nhanh chóng chế tạo khôi phục khiên trước liên hoàn cước của mụ nhện anh yếu thế hơn bị trọng thương phun ra máu rồi bị dích bay ra xa sung gu vẫn có sống sót được là nhờ viên pha lê hỗn loạn ở trước ngực nó kết tinh luồng mana màu tím giúp anh hồi phục con boss nhện vẫn không ngừng tấn công anh đám bạch cốt cũng không dám ngơi tay dù chỉ một giây nhưng lại chẳng si nhê gì so với kích thước khổng lồ của nó nếu hoàng nhện đột nhiên dừng lại tưởng rằng nó đã kiệt sức nhưng con trồn thúi mưu mô đổi chiến lược ẻ ra một đống kén rồi tên pháp sư trồn phun ra lửa đốt cháy hết những cái kén chứa con của nữ hoàng nghệ. Tay phải và hai con bạch cốt muốn đánh lén từ phía sau nhưng lại bị chặn lại bởi bơm khí như vòng tròn bảo vệ, hất văng mấy đứa bạch cốt lộn mèo hai nghìn vòng. Khi con trồn thúi cho rằng Sung Gu không còn sức lực để triệu hồi thêm quái xương, Di liền nhảy ra sau lưng nó vung kiếm lửa từ trên không mà bem thẳng xuống. Phước lớn mạng lớn con boss nhận đỡ cho nó một đòn nếu không để trở thành trồn nướng chui rồi. Han Ho dẫn binh đoàn zombie ra rẻ, nhưng lại bị cả bọn quái khinh thường vì không thể tiếp cận được con trồn hôi đó. Không để cho thiên hạ chê cười Han Ho móc ra thức ăn dẫn dụ quái làm hai con boss khoái chảy nước miếng chảy nước miếng. Bọn chúng mất hết lý trí mà thồn vô bản họng nhưng lại không biết bên trong đã bị bỏ cả tấn xác sống vào rồi. Bắt được thời cơ sung -gu ra lệnh cú nổ tử thi khiến bọn chúng nổ tan tành. Ở một nơi khác, con rơi siêu to khổng lồ đang tung tăng liền bị kéo xuống ăn một kiếm của tên công tố viên bạn đã hạ gục được một boss rơi ăn thịt người. Thành viên tham gia cuộc trinh phạt nhận được 10% kinh nghiệm tên công tố vẫn không từ bỏ tìm kiếm người bí ẩn top một trên bảng xếp hạng hắn sợ sệt kẻ đứng đầu bảng sẽ chiếm hết post like của mình tên tay sai lập tức báo tin thứ hạng trên bảng xếp hạng đã thay đổi nhóm người chưa hồn giả đã nhảy lên đầu của công tố viên rong đen po ngồi chiếm trệ ở top 2. chiến thắng không thể tin vào nổi mắt mình vậy mà bản thân lại bị đá ra chuồng gà ở phía bên này con boss trồn đã bị nổ cho tay tua tơi tả nằm la liệt dưới đất han ho tặng cho nó một con dao ghim thẳng lên trên sọ não giúp nó đăng xuất khỏi server trái đất bạn đã nhận được 300.000 vàng do tiêu diệt boss pháp sư Cobo tăng thêm 50%. Trong khi Han Ho đang tự thẩm, con nữ hoàng nhện bên đầu phụt máu cũng đã tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Nó lao đến hả chiếc miệng nhỡ nhão nước miếng thúi quắc của mình xuống chuẩn bị tắt cái đầu của thằng bé. Tay phải xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân, nhẹ nhàng đâm cho nó một nhát bạn đã nhận được 300.000 vàng do hạ gục boss nữ hoàng nhện khổng lồ tăng 50%. Bạn đã tăng lên cấp 14, do hấp thụ sức mạnh của boss nhện mà đã trở nên châu bò hơn thay đổi diện mạo mới siêu siêu đẹp trai, ô anh võ tổng tay trái của anh đâu sung -gu sẽ nhanh chóng tìm được lưỡi hái tử thần và thời kỳ thức tỉnh thứ nhất không còn xa nữa nhóm của sung -gu nhanh chóng di chuyển tới một cửa hàng cấp c để chơi game thể lệ cần phải chọn đúng hình ảnh nếu không nó sẽ ngốn một đồng xu hối lộ cho nó 10 đồng nó sẽ mở lòng chắc ẩn han ho và Jisoo có khoảng 300.000 vàng, vàng như cây atm di động ôm 1 triệu sáu nghìn vàng cả ba đứa đều gạch a thất bại con đường cờ bạc chỉ có đen quên đỏ đi nhưng đã quá muộn để có thể bọn họ quay đầu Bảng thông tin hiện lên đừng thất vọng nếu bạn thất bại 5 lần liên tiếp. Có thể đến cuối cùng bạn sẽ nhận một vật phẩm cấp thấp thôi han ho chỉ hận nó chỉ là cái máy nếu không đã thủ tiêu nó rồi thả trôi xong rồi. Sau một loạt vật phẩm rẻ rúng, han ho cũng rớt được một cuộn da ma thuật cấp huyền thoại trả để làm gì. Quá tuyệt vọng sung gu hối lộ nó 10 đồng ngay lập tức chúc mừng bạn đã thắng giải nhất. Đó là vật phẩm huyền thoại chiếc nhẫn của vua bóng đêm khi tấn công trong bóng tối, có thể triệu hồi được bản ngã để có thể cùng chiến đấu. Bảng nhiệm vụ hiện lên thu hoạch tất cả tài sản còn lại của vua bóng đêm vào ngày chuẩn bị đi đột kích trên diễn đàn thông báo có một đứa rảnh háng nào đó đang livestream bán kem trộn sung gu mới nghĩ đến tên công tố viên có lẽ chẳng có gì tốt đẹp trực thăng liền đến đón bọn họ bảng hệ thống hiện ra nhiệm vụ đột kích nhóm nói chính xác là cả đám người súng lại làm gỏi con boss bự tổ trả nhưng nếu tấn công theo nhóm sẽ bị debuff chín mươi có kẻ nào đó trong bóng tối đang theo dõi từng hành động của bọn họ đối với sung gu hiện tại mà nói top một bí ẩn công hội dòng đen po hay bọn đa cấp đều có thể là kẻ địch Công tố viên Jong Dong Po thông báo sẽ livestream cuộc đột kích boss cho những người chơi khác hóng hớt với sự xuất hiện của khách mời chiêu hồn giả. Nhóm của Sung -gu nhanh chóng đến nơi tập kết, khắp nơi đều có camera chỉa thẳng vô mặt làm như sao hạng A không bằng. Có một thằng ngựa ngựa tóc tím bước ra ra rẻ khinh thường chiêu hồn giả chỉ còn được 3 móng sống sót, bên bọn chúng có 31 người chơi tinh nhuệ. Tên đó là Lee Kang Hun hội pháp sư hệ hỏa cũng rất có danh tiếng trong cộng đồng nên mới khinh thường Sung -gu top 2 bảng xếp hạng. hồn giả vốn chỉ là một loại ba người, cũng đủ leo lên đầu ai đó ngồi. sung -gu không chỉ có một mình mà có cả đội quân bạch cốt đó là lý do mà tên công tố muốn lợi dụng. Mỗi lãnh đạo của mỗi khu vực vào bên trong để họp bàn chiến lược, phần thưởng sẽ được quy đổi thành vàng và chia thành 12 phần. Nhưng đám người đó đều cùng một ruột cả người chịu thiệt ở đây chỉ có Sung-gu mà thôi, đám rong đen po sẽ nuốt chọn 11 phần. Sung-gu liền và vô mặt bọn chúng gọi anh đến đây gánh tim còng lưng nhưng lại muốn ngồi không mà hưởng ghé. Nói đúng quá nên mặt tên nào cũng như là heo bị chọc tiết có một tên tự nhận là vị vua đầu tiên của Incheon thách thức tay đôi với Sung -gu, nhưng anh éo thèm ke, tên công tố cũng ngăn cản hắn lại mà mặt mày méo mó. Tên tóc dài khi nãy ra bên ngoài và chút giận lên bọn quái thần lằn. Bọn chúng cũng nhận được nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ gieo rắc hạt giống cây thế giới, nhưng vẫn chưa làm được trò chống gì. Trong lúc bọn nó đang tán nhảm thì Sung -gu đã đến công viên Ibut Ido mần thịt con boss. Một tên có mụn rùi trên mặt là cung thủ giáp sắt cấp 11, hắn tự tin vào khả năng nịnh hót của mình. Tên đó được mua chuộc bằng thứ vũ khí rẻ tiền đã ngoan ngoãn làm chó săn tin cho bọn công tố dòng đen bò. Jisoo xông lên trước nướng con quái thần lằn bằng lốc xoáy lửa của thanh kiếm, han ho hóa khủng lồ tung ngàn đấm đập tan bọn quái. Sung gu triệu hồi ra biệt đội thiết kỵ sĩ mới được trang bị giáp sắt. Nhìn thấy sức mạnh thật sự của châu hồn giả làm tên mục rùi ve chó phải nghi ngờ nhân sinh, sợ hãi loài người. Lần đầu gặp mặt Sung gu nhân từ tặng cho mỗi người bọn họ một bộ áo giáp từ xương khô. Trước bọn họ là nhà ga ebook ido Vượt qua đó sẽ thấy công viên nơi con boss đang ở, nhưng mặt nước dưới chân bọn họ càng lúc càng dâng cao khi đi vào sâu hơn vì bọn quái thần lằn. Bọn Bạch Cốt liền trực tiếp ném xác quái thần lằn lại một chỗ rồi kích hoạt cú nổ tử thi, vàng cứ như thế trực tiếp chạy vào túi đường đi cũng được xử lý xong. Bên trên trực thăng là tên cameraman đã quay lại toàn bộ quá trình vừa rồi, lượt view tăng comment của khán giả cũng bùng nổ vì sự bá của Sungu. Bọn công tố sợ chiêu hồn giả hot hơn mình nên gọi trực thăng về. Bạn đã tiến vào phòng boss tay phải sợ dơ bộ xiêm y mới sắm nên ngồi trên đầu của gấu bạch cốt cho sáng. Mặt đất trở nên rung lắc dữ dội phía bên hướng bắc có một luồng sáng hiện ra như một cây cột chống trời, bảng thông báo hiện ra đột kích quái boss, thủ lĩnh chiến binh thần lằn đã xuất hiện. Ngay khi Sungu vừa tìm kiếm được đội hiệp sĩ đã cưỡi trực thăng phí đến để có thể độc chiếm vật phẩm. Anh cũng thấy được rõ bộ mặt hơn thua của tên công tố nhưng anh mày chấp đó coi bọn nó làm được trò éo gì. Vì không thể bay được trên trời như người ta, đám người Sungu chỉ có thể vừa quốc bộ vừa đánh quái. Trên áo giáp của Sung Gu có gì đó phát sáng, ra đó là từ lá bài kinh nghiệm đã nhận được từ phần thưởng hầm ngục, sử dụng nó khi chiến đấu có thể nhận rất nhiều kinh nghiệm và tăng cấp nhanh chóng. Nó đang phát sáng nghĩa là Sung Gu đang có thể lên cấp 15 và sở hữu được lưỡi hái tử thần. Han Ho liền chạy hớt hải đến chỗ Sung Gu nhưng không kịp, anh đã bị kéo vào một không gian khác. Bên trong có một ánh sáng mô tả hình hài của con người, người đó lệnh cho anh tìm kiếm lưỡi hái tử thần. Bảng nhiệm vụ hiện ra ai là chúa tể của cái chết hai, mục tiêu sở hữu lưỡi hái tử thần phần thưởng thức tỉnh lần thứ nhất kỹ năng độc quyền thư ánh sáng đó đang dùng cửa sổ hệ thống để giao tiếp với sung gu có thể phía sau nó là một thực thể khi đối mặt với thứ đó sung gu không hề cảm thấy sợ hãi mà lại thấy yên bình đến lạ giống như thứ gì đó vô cùng thân thuộc nó cảnh báo anh hãy chú ý đến cái chết rồi sung gu bị mất cân bằng rơi xuống vô định tỉnh dậy đã thấy bạn thân trở về sung gu đã biến mất tận 10 giây làm han ho và Ji-su đều lo lắng phía bên kia có một vụ nổ cực lớn diễn ra Sung Gu lập tức máu chiến đưa anh em Song Pha đến đó bỏ mặc tên mục rùi ve chó ở lại. Chiếc trực thăng bị tấn công bởi một cây thương, đám tay sai của tên công tố xém nữa đi chầu ông bà rời bỏ cuộc chơi nhưng có vẻ thoát được là nhờ vào kỹ năng tầm nhìn xa của tên công tố nhưng có một người đã hẻo. Bọn chúng chút giận lên lũ thần lằn, hắn sử dụng thương thập thổi bay bọn chúng. Con boss thủ lĩnh quái thần lằn cuối cùng cũng đã xuất hiện, nó đứng bằng hai chân và xách theo cây mã tấu tổ bố. Bọn chúng tấn công tầm xa dùng nó bắn vào con quái nhưng nó chẳng còn thèm né, tất cả những mũi tên đều tự dội ngược lại. Vết thương có thể gây ra cho nó chỉ như vết mũi đốt mà lại có khả năng tự phục hồi cao nên chẳng có chút hề hấn gì. Boss thần lăn xong tới cây hàng chỉ lia nhẹ một phát đứt lìa thân người của hai tên hiệp sĩ, rồi nhanh chóng bổ đôi tên còn lại ra. Công tố viên làm màu bước ra để BK với nó, chặn được một nhát bằng thanh kiếm hiệp sĩ của mình. Con quái chỉ cần vung cây hàng khổng lồ của mình, mặt nước đã dao động khi tấn công tên công tố hắn cho rằng chỉ dựa vào bản thân sẽ có thể xử lý con boss hùng hổ đỡ được hết những đòn tấn công của con quái đám tay sai cũng vì thế mà khen lấy khen để sau bên trong rừng đã thấy những ngọn lửa xanh của đoàn binh bạch cốt đang tiến đến gần hắn sợ sẽ bị chiêu hồn giả cướp công trạng vội và sử dụng chiêu thức thương thập nhưng lại chả hề hấn gì đối với con boss quái thần làn cười vô bản mặt hắn như thể mày tưởng mày là ai mà đòi đấu với tao à tên tóc vàng vẫn nghĩ mình nằm kèo trên cho tới khi con boss phun lửa trực diện vào hắn cả tấm khiên và sức mạnh bảo vệ đều đã cạn kiệt hắn mới bắt đầu cảm thấy run sợ khi này da của con quái thần lằn bị thiêu cháy quái boss thực sự chiến long đã xuất hiện với diện mạo như một con rồng lửa ra là trước giờ con boss luôn che giấu hình dạng thực sự của mình chỉ một đòn tấn công của nó đã khiến cho tên công tố chật vật như con chó bị dồn vô đường cùng con quái rồng sử dụng đuôi điều luyện cầm lấy thanh đao trực tiếp giọng vô mặt tên công tố khiến hắn hộc máu văng tít ra xa chỉ với một đòn con rồng đi đến thăm dò xem hắn ta đã chết hay chưa đám tay sai lúc nào cũng tung hắn lên tới nóc nhà bây giờ đã khóc không ra tiếng mẹ đẻ từ đâu một con quái thần lằn bị quăng đến và phát nổ nó chỉ vừa ngước lên để xem ai làm ra chuyện này liền bị hai con bạch cốt đạp cho lồi chồng con mắt đau đớn hét lên đến tận việt nam còn nghe thấy hai con gấu bạch cốt liền bám sát vào người của con rồng liên tục đập bong bong lên đầu nó chít mày nè khi con boss trồm dậy chuẩn bị đứng lên thức hai con quái xương ra sung gu đã đáp nhẹ lên dùng thanh kiếm vô chủ cắm vô đầu của nó sự xuất hiện của anh khiến bọn rong đen po quyết định không cần phần thưởng nhường lại cho Sung Gu hết chỉ cần có thể hạ con boss và cứu mọi người. Con rồng vùng vẫy hết lần này đến lần khác đều bị bọn bạch cốt kiểm chắc lại, con quái xương sau lưng của Sung Gu xách theo một cái búa. Đột nhiên xung quanh ga xịt gang đều là quái, bọn chúng tập trung lại đã bao vây đám con người lại. Để lựa chọn sự sống lũ tay say chỉ có thể lật mặt mà ủng hộ cho chiêu hồn giả bảo vệ Sung Gu khỏi những con quái thần làn. Gấu bạch cốt dùng cây búa 500 tạ của mình giọng cây kiếm của Sung Gu dô mỏ ác của con rồng, nhưng con boss vẫn chưa chết nó vẫn có thể chuyển động. Chỉ thấy nó vùng dậy vào bên trong giai đoạn 3, cho đến lúc đánh bại boss toàn bộ lối ra vào công viên Ibut Ido sẽ bị khóa. Con rồng với diện mạo mới cứng cáp hơn, rõ ràng đám người bọn họ đang bị hệ thống chơi một cú đau điếng. Đám quái thần lằn bên ngoài cũng hóa cuồng tấn công dồn dập hơn khi trước, nhưng đã có Han Ho và Jisoo lo liệu vòng ngoài tất cả mọi thứ cần quan tâm bây giờ đối với Sung -gu là con boss khổng lồ trước mặt. Nó sừng sững như một ngọn núi bên trong là mana đang sôi sục như magma. Nhanh chóng nó sử dụng đòn hỏa tức, phun lửa cùng nộ tất cả chìm trong biển lửa kể cả đám thuộc hạ của nó cũng trở thành lằn nướng muối ớt cho dù có sử dụng cú nổ tự thi đối với nó cũng không đủ gãy ngứa ngọn lửa của nó khiến cho bọn bạo gấu hóa cho cho trở về với cát bụi ngay lập tức sung gu chưa hồn đám binh cốt thần lằn để ngăn cản sự tấn công của con boss để có thể sách giò lên chạy trốn mỗi người một hướng han ho mở lòng bác ái không đúng chỗ tên công tố cùng chạy nhưng đã bị con rồng phát hiện nó há miệng ra định táp cả hai người tay phải liền xuất hiện cho nó một nhát lượn lờ trước mặt con boss rồi xin nhẹ của nó một con mắt. Sung Gu cũng dùng thương trọt xô thêm cho dứa máu, nó đau đớn dùng đuôi vung cây mã tấu chém lìa cánh tay trái của Sung Gu. Lập tức anh tan biến, Sung Gu thật bên này túm đầu thằng em lo chuyện bao đồng của mình chạy. Thứ đó chính là bản ngã thay thế cho anh chịu đòn, nhờ vào vật phẩm nhẫn của Hắc Vương đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Tuy anh không thể diệt được nó nhưng đã trọt được một mắt của nó là đã hay lắm rồi. Con boss rồng cảm thấy như một trò đùa tức giận đuổi theo bọn Sung Gu cứ tưởng Jisoo đã chạy thoát nhưng cô lại quay lại sử dụng kiếm lửa tấn công nó để giải vây cho cả hai người, làm anh em đồng chí cảm động rớt nước mắt. Sunggu triệu hồi bầy zombie để cho con rồng mài vuốt, trong lúc nó hăng say làm nêu thì cho đám zombie nổ tung. Đám quái xương thần lằn sách dao lao đến cũng bị quất cho tan nát. Nó sử dụng hỏa tức chuẩn bị phun lửa, nhưng vì Han Ho và Jisoo đang ở phía sau nên không thể né tránh chỉ còn cách dùng khiên để chắn, đám xương khô cũng bị thiêu trụi hết. Nó lại vung mã tấu đến, Han Ho dùng thân thể sắt thép của mình đỡ lấy đòn để bảo vệ cho Sung Gu, nhưng xuôi ngang thánh giáp lại bị vỡ ngày lúc này. Thanh đao trực tiếp tấn công từ bên trên xuống, tay phải xuất hiện như một anh hùng đánh bay thanh đồ long đao đi, rồi mượn xài xíu cắt luôn cái đuôi của con rồng trong chớp mắt. Con boss rồng đưa vuốt lên tấn công, tay phải hy sinh thân mình đẩy Han Ho ra để tránh đòn. Ra hiệu cho Han Ho đừng đến, tay phải bị đè nát, xương khô thân thiết của bạn đã quay về cái chết vĩnh hằng. Han Ho và Jisoo trực tiếp bị gấu bạch cốt kẹp nách mang bọn họ đến nơi an toàn còn sung gu một mình ở lại chiến đấu với con rồng, tay cầm cốt binh khí đỡ lấy đòn tấn công của con boss. nó giật theo đập anh như tử đến một mẫu xương cũng không còn, chân của sung gu bị đuôi của nó đánh trúng nên chỉ có thể nằm đó mà chịu chết. con quái boss phun lửa trực tiếp vào sung gu, đám bạch cốt đang hộ tống han ho ji cũng nứt ra theo. sung gu bị đưa vào chiều không gian trước đó, anh nhớ về những chuyện đã qua từ trong ánh sáng bước ra một người trùng kín mít, đó lại chính là bố của sung gu. sung gu không biết được trước mặt có thật sự là bố của mình không hay là trò chơi khăm của hệ thống nhưng mà bây giờ điều đó không còn quan trọng sung gu nhớ về ngôi nhà bị cháy của mình anh đã bỏ lại gia đình mà chạy trốn một mình để sống sót anh đã sống vô cùng kiên cường và đã học cách trở nên mạnh mẽ hơn nhưng luôn cảm thấy ân hận về quá khứ bố của sung gu chỉ cười vô bản mặt của anh chuyện thời sửa thời xưa mà vẫn còn nhớ đến bây giờ để rồi tự làm khổ bản thân đám cháy khi đó chỉ là một tai nạn không ai muốn bố sung gu vì muốn cứu mẹ của anh nên mới lao vào bên trong đám lửa cho nên cái chết của bọn họ đều không liên quan đến sự hèn nhát của sung gu ba mẹ của anh đã cứu được con của mình, cả Sung Gu đã cứu được bạn bè của mình và còn biết bao nhiêu người khác. Bố của anh chỉ hướng có thể trở về và đưa anh cây gậy một nhiệm vụ hiện ra ai là chủ nhân của cái chết. Trở về hiện thực con boss rồng vẫn đang cùng nộ phun lửa tứ tung, tên công tố viên cũng tỉnh dậy, đó nhận hắn là ánh mắt căm hận của Han Ho và Jisoo. Chính khi đó hắn sử dụng linh khí anh hùng để khiến Han Ho trở nên thấy tội lỗi và quyết định cứu hắn, cho nên họ mới lâm vào tình thế như thế này. Tên công tố cảm thấy tội lỗi và muốn chuộc lại lỗi lầm, bằng cách sẽ thay Sung -gu bảo vệ Han -ho và Jisoo. Họ vừa quay đi bầu trời đã kéo mây đen, khói đen đã bao phủ, bảng thông báo hiện ra chú ý. Program đã bắt đầu trong khu vực này. Trong màn khói đen có luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện đó là sự trở lại của Sung -gu. Nhờ vào danh hiệu trêu hồn giả, bạn đã được hồi sinh, thời gian 21 ngày, tức tỉnh lần thứ nhất được kích hoạt, Sung -gu đã có thể triệu hồi lưỡi hái tử thần bạn sẽ trở thành quái lịch. Sung -gu bây giờ trở nên khác bọt hẳn, đối mặt với con boss từng xử mình, chỉ xem nó là đồ chơi, kích hoạt giai đoạn 2, triệu hồi Andes một lần nữa. Han Ho và Jisoo nhanh chóng chạy về chỗ của con rồng khi cảm nhận được Sungu vẫn còn sống. Sungu trước mặt họ bây giờ là một con quái, chẳng còn hình dáng của một con người tẹo nào. Jisoo nhìn vào lưỡi hái tử thần, đã biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ và kích hoạt thức tỉnh nên mới có diện mạo như vậy. Con boss giờ vuốt lên đập nát đám binh cốt, nhưng ngay lập tức chúng lại được hồi sinh, hết lần này đến lần khác bọn quái của Triêu hồn giả đã trở nên bất tử. Quái rồng lại tiếp tục phun lửa nhưng lần này sung -gu chế tạo ra một chiếc khiên chắc chắn hơn ngọn lửa lan sang bọn người đang đứng hóng hớt tay phải một lần nữa xuất hiện ngăn chặn dòng lửa han ho gặp lại bạn thân thì mừng rúm ôm chặt tay phải bé bỏng của mình mà làm mình làm mẩy khi thế bây giờ của sung -gu như muốn nuốt chừng cả con rồng đâu đâu cũng toàn lửa xanh bao quanh nó đoàn cốt binh cũng liên tục tấn công sung -gu chế tạo ra những sợi xích dài khống chế con quái to lớn lại khiến nó chỉ có thể bất động nằm đó rồi bị dần cho ra bã nhưng nó vẫn còn kháng cự Sung -gu ra lệnh cho tay phải sách theo cây đồ long đao bổ một phát xì sọ lộ ra cây kiếm vô chủ khi nãy dùng cắm cọc. Bạn đang sở hữu 1115, 556 vàng vì đánh bại chủng tộc thần lằn, nhiệm vụ kết thúc, bạn đã nhận được danh hiệu thợ săn rồng nghiệp dư. Cuối cùng Sung -gu đã thành công giết được con boss, liền ngay lập tức chiêu hồn con rồng thành nô lệ của mình. Rớt vật phẩm ra của quái rồng cấp anh hùng, tay phải lụng được trái tim quái rồng cấp huyền thoại và quan trọng nhất hạt giống sự sống cấp bậc sử thi. Sau khi xử lý xong Sung -gu trở về hình dạng con người, đột nhiên mặt đất lại run chuyển, một kẻ nào đó đã tấn công vào ga dòng đen bò. Tên công tố lại một lần nữa quỳ lại nhiều vả sung gu giúp hắn, không còn cách nào khác anh lại phải ra tay cứu nhân độ thế. Tất cả đều đang nghi ngờ bọn liên minh quái thú là kẻ đứng sau sự việc. Phần 2 của bộ truyện kẻ trêu hồn cô độc đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt mọi người.